Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2076, có người mời. Hạ Lãnh nhìn đám huyết hầu tử kia rõ ràng là không giống người lương thiện, lại nhìn bốn người bọn hắn một chút, ngoài trừ Cơ Cửu còn có chút sức chiến đấu, Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh cơ bản là không thể trông cậy vào được. Nếu những con quái vật ấy thực sự cùng nhau bao vây, bọn hắn muốn an toàn trốn thoát cũng khó. Khỉ, thật đúng là có chút nguy hiểm. Suy đi nghĩ lại, Hạ Lãnh cảm thấy không nên xung đột với đám huyết hầu tử này thì tốt hơn. Sau khi quan sát, Cơ Cửu nói kết luận của hắn với Hạ Lãnh, thiếu chủ, những quái vật này có răng nanh rất nhọn, móng vuốt sắc, số lượng lại rất nhiều, nếu như chúng ta cưỡng ép xông lên, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trên xe còn có cái gì ăn thì lấy ra, vứt hết toàn bộ xuống. Hạ Lãnh thấp giọng phân phó Tiêu Tú Nhi, có rất nhiều lương khô, linh quả, sữa đặc. Tiêu Tú Nhi sửng sốt một chút, nhưng từ trong hộp bên vẫn lấy ra vài cái túi, thiếu chủ thật sự muốn đưa cho bọn hắn sao? Hay là chúng ta giữ lại một ít, trái dâu và thơm đều? Hạ Lãnh không để ý đến Tiêu Tú Nhi, hắn trực tiếp lấy mấy cái túi tới rồi ném ra ngoài xe ngựa. Ăn ngon lắm, Tiêu Tú Nhi chu mỏ nói ra mấy chữ cuối cùng của câu đó. Chỉ là đám huyết hầu tử kia vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả mí mắt không chớp. Chúng giống như đang bị điểm huyệt vậy. Bọn chúng nghe hiểu được tiếng người sao? Hạ Lãnh quay đầu hỏi Phong Thiên Linh. Phong Thiên Linh suy nghĩ rồi nhỏ giọng trả lời, ta không biết, cũng có thể như vậy. Hạ Lãnh lại hỏi, bọn chúng có thích ăn gì không? Ăn, ăn thịt người. Phong Thiên Linh không khỏi dùng mình một cái, nàng nhìn Hạ Lãnh có chút sợ hãi. Phiền phức, Hạ Lãnh không khỏi thở dài, vén rèm xe, nhảy thẳng xuống xe. Nhìn đám huyết hầu tử kia rồi nói thẳng a, các ngươi muốn cái gì? Tiêu Tú Nhi nhăn mũi nói nhỏ, thiếu chủ có chút ngốc, làm sao khi có thể nghe hiểu được tiếng người chứ, cho dù có hiểu cũng không thể trả lời a. Còn chưa kịp nói xong thì đã thấy huyết hầu tử đứng ở phía trước đột nhiên cử động, nhè đầy răng nanh, cười nói, đi theo chúng ta một chuyến. Tất cả huyết hầu tử phía sau lập tức làm ra vẻ mặt giống nhau, giống như cười mà không phải cười. Nhìn qua khá đáng sợ. Có thể hỏi một chút là đi đâu không? Trái lại Hạ Lãnh không hề hoảng sợ mà còn thản nhiên hỏi. Huyết hầu tử kia cười nói, đi thì biết thôi. Hạ Lãnh thử thăm dò, nếu như ta không đồng ý thì sao? Hắc, huyết hầu tử kia nhặt một hòn đá từ dưới đất lên rồi ném vào miệng của mình, răng rắc một tiếng, hòn đá lập tức bị nhai thành mảnh vụn, những huyết hầu tử khác cũng làm theo. Phần uy hiếp sức mạnh này đã làm cho cả người Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh phát run vì sợ, tâm trạng của Cơ Cửu cũng âm trầm không thôi. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Hạ Lãnh tiếp tục thăm dò, nếu có, vậy không bằng ta từ chối ngay bây giờ, sau đó cưỡng ép xông lên. Huyết hầu tử kia gãi gãi phía dưới, nở ra một nụ cười hòa hoãn, chủ nhân nhà ta mời người đến làm khách. Chủ nhân nhà ngươi là ai, ta biết không? Trong lòng Hạ Lãnh trào dâng lên một cảm kỳ lạ, như thể ngay khi vừa đến Vân Châu hắn đã bị ai đó nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ chủ nhân của đám huyết hầu tử kia chính là nguồn gốc khiến hắn sinh ra loại cảm giác này sao? Hắc! Huyết hầu tử kia cười ngây ngô một tiếng, không có trả lời. A Cửu nhỏ giọng nhắc nhở, đám quái vật này không rõ lai lịch, thiện ác chưa biết, thiếu chủ không cần đồng ý cho thỏa đáng, hay là để thuộc hạ ở phía sau chặn bọn hắn, các ngươi đi trước đi. Lúc này, trên cây ven đường để đi ra hơn 100 con huyết hầu tử, trực tiếp chặn hết đường lui của đám người Hạ Lãnh. Thôi, ta cũng không ngại đi xem rốt cuộc chủ nhân của bọn hắn là thần thánh đến từ phương nào. Hạ Lãnh nhanh chóng đưa ra quyết định, nói thẳng với huyết hầu tử kia, dẫn đường đi. Đám huyết hầu tử kia đột nhiên lao tới như ong vỡ tổ, trực tiếp nhấc lên cả cỗ xe ngựa lao nhanh vào trong rừng núi, bước đi cực kỳ nhanh, tưởng như là dẫm trên đất bằng. Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh nhìn mà ngây cả người. Ngay cả A Cửu, người từ trước đến nay luôn ổn trọng cũng có vẻ hơi sững sờ. Hạ Lãnh phát hiện mình chắc chắn đã bị một vài người theo dõi, có thể kế hoạch của mẫu thân và các A-di của hắn cũng đã sớm có người phát hiện ra rồi. Con đường phía trước còn dài, còn quá nhiều điều chưa biết, phải xem những người đó có thể dở trò gì. Hạ Lãnh không hề sợ hãi mà còn cảm thấy phấn khích, đây mới là thế giới mà hắn muốn đến. Không có sóng gió ồ ạt. Thật đúng là tu tiên giới. Không giống như Hạ Lãnh,
Khi Hạ Thiên nhìn thấy những con khỉ quái dị khắp đồi núi, hắn không hề cảm thấy đáng sợ, chẳng qua là cảm thấy xấu và còn rất nhàm chán nữa. Nhưng tại sao những con khỉ ấy đều không nhúc nhích, chúng đều bị điểm huyệt rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy lại cảm thấy cảnh tượng này có chút kỳ quái, ánh mắt cũng đờ đẫn, nếu không phải trong nháy mắt vừa rồi nhìn thấy bọn chúng động đậy, ta còn tưởng là pho tượng đấy. Hạ Thiên bĩu môi, loại người giả thần giả quỷ này là phiền nhất, không có ý tứ gì cả. Ngươi đang nói ai giả thần giả quỷ? Ninh Nhụy Nhụy quan sát bốn phía một chút, ngoại trừ khỉ ra thì nàng không nhìn thấy bóng người khác, người ở đâu? Chắc chắn là đứa ngốc kia quá xấu nên mới không dám ra ngoài gặp người khác. Hạ Thiên uể oải nói, tiểu muội chân dài, chúng ta không cần lãng phí thời gian đi tìm hắn, hắn sẽ tự mình xuất hiện. Hưu. Đúng lúc này, đám khỉ đột nhiên di chuyển giống như những con thỏ bị giật mình, chúng dùng tốc độ rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của bọn hắn, tất cả đều chạy về phía bên kia ngọn núi. Những thứ kia là gì? Ninh Nhụy Nhụy chạy theo đuổi theo hai bước thì phát hiện dưới chân nàng có vài vật tròn nhỏ đang lăn lộn dưới chân, nàng cúi người nhặt một ít đặt vào lòng bàn tay, hơi nặng a, cỡ ngón tay cái, nhưng cảm giác ít nhất cũng phải 5-6 cân. Ninh Nhụy Nhụy cầm mấy viên đan dược màu đen kia đưa cho Hạ Thiên nhìn, đây có phải là đan dược mà bọn hắn nói đến không? Tiểu muội chân dài, cô nên đi chữa mắt một chút. Hạ Thiên thuận miệng nói, cái đó căn bản không phải là đan dược. Ninh Nhụy Nhụy ngắm nghía mấy lần, lại đặt dưới mũi ngửi thử, còn có mùi thơm thoang thoảng, nếu như không phải đan dược thì đó là gì? Tóm lại không phải đan dược. Thật ra Hạ Thiên cũng không biết đó là gì, nhưng hắn là thần y nên chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra viên thuốc nhỏ kia chắc chắn không phải là đan dược. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2077. Đây là cái gì? Đi được vài bước, Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy trên mặt đất ngày càng nhiều những viên thuốc nhỏ tròn vo như thế này, chúng màu đen sẫm, lớn chừng ngón tay cái, đặt trên tay hơi nặng. Chẳng lẽ đây là viên sắt? Ninh Nhụy Nhụy lại nhặt thêm vài viên nữa đặt vào tay, không ngừng xoa xoa, cảm giác rèn luyện lực tay rất tốt. Lúc này, trên đỉnh núi cách đó không xa có một người áo trắng đội mũ đi ra, nhếch miệng chế giễu Ninh Nhụy Nhụy, chậc 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 chậc, người đúng là không sợ chết, lại còn dám cầm trong tay loại đồ vật này. Ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy ngước nhìn lên thì phát hiện người đến là một nữ nhân, vì vậy nàng cũng bớt cảnh giác hơn, người biết thứ ấy là gì? Ồ, ngươi không biết là cái gì cũng dám đụng bậy. Không biết nên nói là các ngươi lớn mật hay nói các ngươi liều lĩnh đây. Nữ nhân đội mũ rộng nhẹ a một tiếng, nàng tung người nhảy đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, khuôn mặt của nàng được che kín bởi một tầng khăn lụa, chỉ để lộ ra đôi mắt. Ánh mắt có chút mị hoặc, ngấn nước rất mê người. Vậy thì tại sao không nói chúng ta có đầy đủ tự tin? Ninh Nhụy Nhụy không thích tranh luận với người khác. Nhưng nàng cũng không mặc cho người khác khiêu khích châm chọc. Nữ nhân đội mũ rộng vành đi một vòng quanh bọn hắn, chỉ ngón tay lên đầu môi rồi nhìn Ninh Nhụy Nhụy nói, người ngược lại rất tự tin, đáng tiếc không có thực lực gì. Còn tiểu tử này có chút nhìn không thấu, cũng không biết là không thể thăm dò được hay người thực sự là một người bình thường. Làm sao ngươi biết ta không có thực lực gì? Ninh Nhụy Nhụy có chút không phục, ít nhất đánh thắng ngươi sẽ không có vấn đề gì. Ánh mắt đong đưa của nữ nhân đội mũ rộng vành như có dòng nước chảy, nàng bày ra dáng vẻ phong tình vô hạn, tiểu cô nương, ngươi nói chuyện thật thú vị, nhưng ta không thích đánh nhau với người khác, đương nhiên nếu như là đánh nhau một trận trên giường với vị tiểu soái ca ấy, ngược lại ta rất vui lòng tiếp nhận. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên có chút khó chịu, hắn chừng mắt nhìn nữ nhân đội mũ rộng vành kia, ta không phải là tiểu soái ca mà là đại soái ca, còn là đại soái ca đẹp trai nhất thiên hạ. Tốt nhất là ngươi đừng nghĩ sai, nếu không ta sẽ đánh ngươi đó. Chà, ngươi rất là thú vị, vô cùng thú vị. Nghe thấy thế, nữ nhân đội mũ rộng vành cười lên khiến cho bộ ngực sữa rung lên, đại soái ca đệ nhất thiên hạ, hay ngươi quăng công chúa Thái Bình kia đi rồi đến với ta thì thế nào, bao ngươi dục tiên dục tử mỗi đêm. Ninh Nhụy Nhụy nghe mấy lời nữ nhân này nói thì cảm thấy đỏ mặt, nàng không khỏi nói thầm, bị ổi. Đại soái ca. Ngươi nghe thấy chứ, nàng ấy đang ghen đấy. Nữ nhân đội mũ rộng vành đặt thân hình đầy đặn trưởng thành của mình lại gần Hạ Thiên, tựa như trêu chọc nói, hay ta dứt khoát làm chút chuyện bị ổi cho nàng ấy xem. Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên là một kẻ háo sắc,
Mặc dù nàng không lo lắng rằng hắn sẽ bị người ta lừa gạt, nhưng nàng cũng muốn xem phản ứng của hắn khi đối mặt với dụ hoặc như thế nào. Hạ Thiên thành thật nhận xét, mặc dù ngực của ngươi lớn hơn nhiều so với tiểu muội chân dài, đôi mắt cũng khá đẹp và hiểu rất nhiều chuyện mà tiểu muội chân dài không biết. Ngươi, Ninh Nhụy Nhụy nghe Hạ Thiên nói vậy thì tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, tên lưu manh này sẽ không thực sự bị mê hoặc chứ. Nhưng ngươi đã quá già rồi, đầu óc cũng không tốt, mặt mũi còn xấu xí, chân lại không đẹp bằng tiểu muội chân dài. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhụy Nhụy, nói tóm lại, ngay cả 1% xinh đẹp của tiểu muội chân dài ngươi cũng không có. Vậy mà ngươi còn muốn đánh chủ ý lên ta ư, tỉnh lại đi. Lúc đầu ta còn cảm thấy ngươi thú vị, nhưng hiện tại xem ra ngươi bị mù rồi. Tâm trạng của nữ nhân đội mũ rộng vành trở nên rất tồi tệ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy cũng biến thành hung ác. Nếu đã như thế, vậy các ngươi hãy đi chết đi, ai bảo các ngươi đắc tội với ta. Lão đại đâu? Lão đại của ngươi là ai vậy? Đôi mày thanh tú của Ninh Nhụy Nhụy cau lại, chúng ta quen biết sao? Nữ nhân đội mũ vành nở nụ cười, biết, như thế nào lại không biết chứ, ở phía trên các ngươi đã từng đánh với hắn một trận. Nói như vậy thì Ninh Nhụy Nhụy đã biết, lão đại trong miệng nữ nhân này nói đến chắc là vị tự xưng là nhà khảo cổ học viên Văn Ngạn. Hạ Thiên nghi hoặc nói một câu, con khỉ đần kia đã trúng một châm của ta, có lẽ đã biến thành khỉ từ lâu rồi. Đúng vậy, hắn suýt chút nữa đã biến thành khỉ. Nữ nhân đội mũ rộng vành che miệng cười thành tiếng, tuy nhiên, tầng thế giới này đều là đan dược. Cho nên tìm một hai loại giải trừ châm của ngươi cũng không phải là việc gì khó. Nói như thế cũng có lý, dù sao thì Hạ Thiên chỉ dùng châm pháp bình thường, không có tác dụng như nghịch thiên bát châm. Nhưng hắn cũng không để tâm đến chuyện đó, cùng lắm thì lần sau hắn sẽ châm cho con khỉ ngốc kia vài phát nữa, trực tiếp đâm phế hắn, nhìn xem hắn có thể làm ra trò gì nữa. Được rồi, trò chuyện cũng không xê xích gì nhiều. Nữ nhân đội mũ rộng vành dương mắt nhìn về phía xa một chút, sắp đến thời gian đan dược phát tác rồi, ta không nói nhiều lời với các ngươi nữa. Một bên Ninh Nhụy Nhụy vừa đề phòng mà nhìn nữ nhân này, vừa với im lặng chờ nàng sẽ ra chiêu như thế nào. Không phải ngươi đang muốn biết đây là cái gì sao? Nữ nhân đội mũ vành cũng nhặt từ dưới đất 8 viên thuốc nhỏ màu đen, kẹp chúng giữa các ngón tay rồi nói, vậy để ta nói cho ngươi biết. Nói xong, nữ nhân đội mũ rộng vành ném những viên thuốc đang kẹp trong tay về phía Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, chẳng lẽ những viên thuốc kia sẽ phát nổ sao? Một suy đoán lóe lên trong lòng Ninh Nhụy Nhụy, sau đó nàng mở to hai mắt nhìn những viên nhỏ màu đen kia biến hóa ngoài dữ liệu của nàng. Chương 2078. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Sau khi 8 viên thuốc nhỏ màu đen kia được ném ra ngoài, chúng đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm sáng chói như nước, mang theo âm thanh soạt 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 xé gió, bắn về phía Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên. Đây thật ra là kiếm hoàn trong truyền thuyết sao? Ninh Nhụy Nhụy kinh ngạc thốt ra, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, dáng vẻ phiêu diêu như một cái bóng, tránh né toàn bộ 8 thanh trường kiếm. Còn Hạ Thiên, hắn không thèm nhìn những thanh trường kiếm đang bắn tới, đứng tại chỗ nhàm chán ngáp một cái. Cho dù đó là một thanh kiếm bay hay viên đạn, tấn công hắn cũng vô dụng. Có câu nói rất hay, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, chỉ cần nhanh thì có thể phá bất cứ võ công nào, đây là chiêu thức chỉ tập trung vào tốc độ để phá mọi chiêu thức khác. Từ mười mấy năm trước, khi hắn vừa mới xuống núi, vũ khí này đã hoàn toàn vô hiệu đối với hắn. Ninh Nhụy Nhụy nhặt một thanh kiếm trên mặt đất lên, hai mắt đánh giá từ trên xuống dưới, thuận miệng hỏi, làm sao thứ kia lại có thể thu nhỏ thành một viên thuốc nhỏ như vậy được? Quả nhiên có chút bản lĩnh, nữ nhân đội mũ rộng vành nhìn thấy thế càng cười sáng lạn hơn, cũng đúng, có thể bình yên vô sự đi đến tầng này. Thực tế đã nói rõ các ngươi thực sự có chút thực lực. Ta cảm thấy rất hứng thú với kiếm hoàn này, chỉ cần ngươi nói cho ta biết cách sử dụng. Ta có thể cân nhắc việc tha cho ngươi một mạng. Ninh Nhụy Nhụy ném thanh kiếm trong tay đi, ngước mắt nhìn nữ nhân đội mũ rộng vành, chỉ là giọng điệu của nàng càng ngày càng có chút giống với Hạ Thiên. Thuận miệng khen ngươi hai câu, ngươi thật đúng là vênh váo. Vậy thì nhìn một chút xem ngươi có thể tránh được bao nhiêu. Nữ nhân mũ rộng vành vẫy tay, chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa lập tức bay tới mấy trăm viên kiếm hoàn, chúng dày đặc, dùng tốc độ cực nhanh lao đến.
ta cũng không cần phải trốn, trên mặt Ninh Nhụy Nhụy nở ra một nụ cười giống như Hạ Thiên, một giây sau, người nàng đã xuất hiện bên cạnh nữ nhân đội mũ rộng vành, chỉ cần đánh bay ngươi trước là được rồi. Ninh Nhụy Nhụy nâng đôi chân dài rung động lòng người của mình lên, xẹt qua nửa vòng tròn duyên dáng giữa không trung, chính giữa hông của nữ nhân đội mũ rộng vành. Bang! Phần hông của nữ nhân mũ rộng vành từ từ bị lõm vào bên trong, sau đó cả người bay ra ngoài như đạn pháo, ngã mạnh xuống chân núi cách đó không xa. Sao nào, thân thủ của ta có tiến bộ đúng không? Ninh Nhụy Nhụy không thèm để ý tới nữ nhân đội mũ rộng vành kia, thay vào đó, nàng nháy nháy mắt về phía Hạ Thiên như là muốn tranh công, đừng nói ta kém thông minh, ngộ tính của ta thực sự rất tốt. Tiểu muội chân dài, cô là người kém thông minh nhất trong số các người vợ và bạn gái của ta. Hạ Thiên tỏ vẻ phản bác, a, không đúng, còn có Thạch Thuần nha đầu kia cũng rất đần nữa. Trước kia A Cửu cũng rất ngốc, nhưng sau khi nàng trở thành vợ bé của ta đã trở nên thông minh hơn rồi. Ninh Nhụy Nhụy có chút không nói nên lời. Tên lưu mạnh chết bầm đấy thật sự là bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ tới những nữ nhân kia của hắn, còn luôn không quên so sánh với nàng. Ta chỉ muốn ngươi khen một câu đơn giản thôi, thật đúng là khó khăn. Hạ Thiên cười hì hì nói, tiểu muội chân dài, cô muốn khen ngợi thực sự rất đơn giản, chỉ cần cô đồng ý xong tu cùng với ta là được rồi, cam đoan thực lực của cô sẽ tăng lên nhanh chóng, thậm chí muốn vượt quá A Cửu cũng không phải thành vấn đề. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên muốn nói tới cái gì, cả ngày hắn chỉ nghĩ về loại chuyện đó. Chẳng những lúc nào cũng để ở trong lòng, hắn còn thường xuyên treo ở ngoài miệng nữa, trước hết ta vẫn phải dựa vào chính mình. Ta không tin mình sẽ kém hơn người khác, yếu hơn người khác. Vèo, vèo, vèo. Ngay lúc này, mười mấy viên kiếm hoàn từ xa bay tới, hóa thành trường kiếm giữa không trung, đâm thẳng về phía Ninh Nhụy Nhụy, lại có thể đụng tới ta, xem ra ta đã thực sự xem thường ngươi rồi. Nữ nhân đội mũ vành không nén được sự tức giận. Kể từ khi tới đây, rất nhiều năm nàng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhưng là ngươi đã thật sự chọc giận ta, hãy xem hôm nay ta sẽ bắn thủng ngươi thành tổ ong vỏ vẽ. Nói xong, nữ nhân đội mũ rộng vành đột nhiên giơ tay lên, lại di chuyển mấy chục viên kiếm hoàn ném về phía Ninh Nhụy Nhụy, để ta xem ngươi có thể tránh được đến lúc nào. Ninh Nhụy Nhụy vọt tới đón lấy những kiếm hoàn dày đặc, vừa né tránh vừa bước gần tới chỗ nữ nhân kia. Trốn tránh sẽ không giành được thắng lợi, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Đây chính là kinh nghiệm nàng đã đúc kết được trong nhiều năm vận động, cũng là quy tắc sống bao năm qua nàng luôn tuân thủ. Ngươi còn dám xông tới, thực sự can đảm lắm. Nữ nhân đội mũ rộng vành càng thêm tức giận, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy nói, không phải là chân của ngươi rất lợi hại sao, vậy ta sẽ chặt đứt chân của ngươi trước. Cái đồ xấu xí ngươi muốn chết đúng không? Tiểu muội chân dài là của ta. Không ai có thể động vào. Nữ nhân đội mũ rộng vành vừa điều khiển mấy chục viên kiếm hoàn lên vừa muốn nói tới đôi chân dài của Ninh Nhụy Nhụy. Kết quả là bên tai chợt vang lên một giọng nói lười uể oải. Nữ nhân đội mũ rộng vành sợ hết hồn, vội xoay kiếm hoàn bắn về phía phát ra âm thanh, đáng tiếc là trống rỗng, không có gì cả. Bang! Một tiếng vang rất lớn, nữ nhân đội mũ rộng vành lại bay ngược ra ngoài mấy chục mét rồi ngã xuống. Này, sao ngươi lại ở chỗ này? Ninh Nhụy Nhụy thu lại đôi chân dài của mình, nhìn Hạ Thiên vừa đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, không phải là ta đã nói muốn tự mình giải quyết nàng sao? Hạ Thiên gật đầu, một mặt khẳng định nói, cô đã tự mình đá bay người kia mà. Vừa rồi nàng ta đứng bất động như bia ngắm vậy, chắc chắn là ngươi đã làm gì với nàng ta rồi. Ninh Nhụy Nhụy không giận Hạ Thiên, mà là bỗng nhiên mất đi cảm giác thành tựu khi đánh bại người khác. Nữ nhân xấu xí kia muốn bỏ chạy, tiểu muội chân dài, ngươi không định đuổi theo sao? Hạ Thiên duỗi lưng một cái, thờ ơ nói. Ninh Nhụy Nhụy quay người lại, đúng là nhìn thấy nữ nhân đội mũ rộng vành bò dậy, lảo đảo chạy lên đỉnh núi. Nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nữ nhân này, sao có thể để đối phương bỏ chạy một cách dễ dàng như vậy được? Chương 2079, Định Nhan Đan. Trước tiên đừng có chạy. Ta còn một số việc muốn hỏi ngươi mà. Tốc độ của Ninh Nhụy Nhụy cũng không chậm, ít nhất là nhanh hơn so với nữ nhân đội mũ rộng vành kia. Không đến vài giây sau đã đuổi kịp nữ nhân đội mũ rộng vành, ngăn cản đường đi của nàng. Nữ nhân đội mũ rộng vành nhìn Ninh Nhụy Nhụy với vẻ lúng túng,
trong lòng cố nén cảm giác không cam lòng, nói, lần này là do ta sơ suất chứ không vì thực lực không bằng ngươi. Nếu ngươi có gì muốn hỏi thì nhanh lên, ta còn phải đi lấy Định Nhan đan, nếu như bị ngươi kéo dài, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi yên. Không sao cả, ta đi với ngươi. Vừa đi vừa nói cũng được. Ninh Nhụy Nhụy thật sự không có thói quen ép hỏi người khác, nàng thích giao tiếp tự nhiên hơn. Theo nàng, thông tin thu được bằng cách này đáng tin cậy hơn. Vậy hắn, nữ nhân đội mũ rộng vành có vẻ do dự, hơi kiệng dè liếc nhìn Hạ Thiên. Thực ra thực lực của Ninh Nhụy Nhụy cũng ngang ngửa nàng, nhưng nam nhân kia thật sự không thể dò được. Vừa rồi nàng hoàn toàn không nhận ra Hạ Thiên xuất hiện từ lúc nào, cũng không biết vì sao bản thân lại không thể cử động được. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, ngươi không cần quan tâm đến hắn, miễn là bạn không có ý đồ xấu gì với ta, về cơ bản hắn sẽ không thèm để ý tới ngươi. Nghe những lời này sao lại có cảm giác không thoải mái, vừa nghĩ đến sự đáng sợ của Hạ Thiên, nữ nhân đội mũ rộng vành cũng chỉ có thể đè nén những suy nghĩ vớn vẩn vào trong lòng, vậy thì ngươi muốn biết cái gì? Chuyện ta muốn biết nhiều lắm, chẳng hạn như, đầu tiên Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng hỏi tới một số vấn đề không liên quan. Nhưng thực ra nàng đã biết hầu hết đáp án, nàng chỉ muốn kiểm tra xem nữ nhân đội mũ rộng vành này có thể nói dối hay không. Cũng may, nữ nhân đội mũ rộng vành rất thức thời, không hề nói dối Ninh Nhụy Nhụy. Thực ra nàng nói dối cũng vô ích, bởi vì ở đây có Hạ Thiên, bất kỳ kẻ nào nói láo cũng không thể chạy thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thứ kia dùng như thế nào? Cuối cùng Ninh Nhụy Nhụy đã hỏi tới vấn đề nàng khá quan tâm, nàng vẫn cầm trong tay vài viên kiếm hoàn. Dù sao trước đây chỉ thấy được thứ này trong tiểu thuyết tiên hiệp. Thực ra phương pháp không hề phức tạp chút nào, làm cho viên thuốc ấy căng lên, kiếm hoàn chỉ cần chịu lực sẽ biến hình, trở thành hình dáng thanh kiếm. Nữ nhân đội mũ rộng vành thả một viên kiếm hoàn từ trong tay ra, lập tức bóp chặt rồi đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Sau khoảng 3 giây, viên kiếm hoàn được ném ra biến thành một thanh trường kiếm rồi bắn thẳng ra ngoài, găm trên mặt đất. Thật sự đơn giản như vậy sao? Ninh Nhụy Nhụy nghi ngờ nhìn viên kiếm hoàn đang nằm trong lòng bàn tay, dùng sức bóp mạnh, nàng còn chưa kịp ném ra ngoài thì viên kiếm hoàn đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm, lại là thật ư, ta còn tưởng rằng phải cần các loại khẩu quyết gì đó. Nữ nhân đội mũ rộng vành lúng túng khi nhận ra rằng thực lực của Ninh Nhụy Nhụy thực sự lớn hơn nàng rất nhiều. Vậy làm cách nào để thanh trường kiếm khôi phục thành một viên kiếm hoàn? Sau khi Ninh Nhụy Nhụy thử qua mấy lần thì lại hỏi. Nữ nhân đội mũ rộng vành lắc đầu, chuyện ấy ta cũng không biết. Lúc này Hạ Thiên nói chen vào, tiểu muội chân dài, chỉ cần cô đưa linh khí bên trong cơ thể mình rót vào thanh trường kiếm thì nó sẽ co lại thành một viên. Thật sao, Ninh Nhụy Nhụy lập tức thử làm, kết quả là phát hiện ra linh lực trong cơ thể đang bị một cỗ sức mạnh khó hiểu phong tỏa. Lúc đó nàng mới nhớ tới vị tu tiên giả dẫn bọn hắn tới nơi này đã bố trí một trận pháp áp chế tu tiên giả. Nhưng không sao cả, chờ đi ra ngoài sẽ từ từ thử là được rồi. Ngọn núi này xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy phát hiện ngọn núi mà bọn hắn đang bước lên có chút kỳ lạ. Nữ nhân đội mũ rộng vành dùng chân dậm mạnh vào sườn núi, sau đó trả lời, thực ra, toàn bộ ngọn núi này được tạo nên từ những viên kiếm hoàn chồng chất kia. Số lượng nhiều đến mức không thể đếm được, không ai biết nó đã xảy ra chuyện gì. Khi ta đến nơi này đã có đủ loại đan dược, vật liệu, kiếm hoàn. Chồng chất như núi rồi. Ngươi đến đây từ khi nào? Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp. Nữ nhân đội mũ rộng vành đáp, 30 năm trước. Vậy ngươi đến bằng cách nào? Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên. Trước đó nàng đã từng gặp một người đến cách đây 80 năm và vài người đến từ 60 năm trước. Thực sự không ngạc nhiên lắm nếu có người đến từ 30 năm trước. Nữ nhân đội mũ rộng vành kể, cách đây 30 năm, vợ chồng ta cùng lên thuyền quốc tế để đánh bạc trên biển, kết quả là gặp phải vòng xoáy hải nhãn, thuyền trực tiếp bị nhấn chìm, hầu hết mọi người đều chết. Ta may mắn không chết nhưng khi tỉnh lại đã ở chỗ này rồi. Có phải chiếc thuyền ngươi ngồi lên là của nhà họ Viên ở thành phố Quế không? Ninh Nhụy Nhụy cau mày. Đây là lần thứ hai nàng nghe thấy hai chữ hải nhãn này. Trước đó Trần Đô kia cũng từng nói tới. Nữ nhân đội mũ rộng vành tỏ vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Quả nhiên lại là nhà họ Viên kia. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi rơi vào trầm tư, bản thân nàng là một người thành phố Quế. Nàng thực sự đã từng nghe nói đến nhà họ Viên,
nhưng phần lớn mọi người đều dựa theo chuyện xưa biết đến, bởi vì 20 năm trước gia tộc đó đã biến mất khỏi thành phố Quế. Biến mất mà không ai biết bọn hắn chuyển đã dọn đến ở nơi nào. Chờ trở lại mặt đất, ta nhất định phải tìm ông nội để tìm hiểu rõ về nhà họ Viên đó một chút. Rõ ràng là Ninh Nhụy Nhụy không ngờ rằng nàng được nghe 2-3 lần liên tiếp thông tin về gia tộc này ở thế giới dưới đáy biển. Sau một hồi trò chuyện, từ trong miệng nữ nhân kia Ninh Nhụy Nhụy đã biết được rất nhiều chuyện. Lát nữa tới chỗ nhận định nhan đan, các ngươi tuyệt đối không được nói lung tung. Nữ nhân đội mũ rộng vành đột nhiên mở miệng nhắc nhở Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, sơn chủ ở nơi đó là một người không dễ trêu chọc vào, mặc dù hắn mới tới đây được khoảng 11-12 năm. Nhưng đã nắm trong tay mấy ngọn núi, cứ cách 7 ngày là đến hạn phát định nhan đan, tất nhiên chúng ta bắt buộc phải làm thay hắn vài việc. Nếu không hắn sẽ đoạt mất đan dược, thậm chí là trực tiếp giết chết. Định nhan đan, Ninh Nhụy Nhụy hỏi, có phải là đan dược duy trì ngoại hình không? Nữ nhân đội mũ rộng vành gật đầu, đúng vậy, đồng thời nó cũng là thuốc trì hoãn lão hóa. Nếu không có thuốc đó, phần lớn là những người ở đây đều đã chết từ lâu rồi. Cũng không lâu lắm, nữ nhân đội mũ rộng vành đã dẫn bọn hắn đến trước một ngọn núi, nơi có rất nhiều người đã tụ tập, ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng, từng người một đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có một nam nhân trung niên ngồi trên ghế, hắn từ trên cao nhìn xuống đám người dưới núi, sắc mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Chậc 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 chậc, không ngờ lại gặp được người quen cũ ở đây. Khi người trên núi vừa nhìn thấy Hạ Thiên, ánh mắt hắn chợt lóe. Âm hiểm cười nói, Hạ Thiên, đã bao nhiêu năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Chương 2080, gặp lại người cũ, tên lưu manh đáng chết, sao chỗ nào cũng có người hận ngươi thế? Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được cảm thán nói, chiêu chọc không phải là năng lực mà là tuyệt chiêu đệ nhất thiên hạ. Tiểu muội chân dài, nói xấu chồng là không đúng. Hạ Thiên có chút bất mãn mà chụp Ninh Nhụy Nhụy một chút, ta không biết tên ngu ngốc kia. Cũng không mối thù gì với hắn. Ninh Nhụy Nhụy nhìn ánh mắt hận thù của nam nhân trung niên ở trên núi kia, rõ ràng, chắc chắn người ấy từng có một đoạn ân oán với Hạ Thiên, hơn nữa một mực nhớ kỹ hắn, chỉ tiếc tên lưu manh đáng chết từ trước đến nay chỉ nhớ rõ mỹ nữ, đối với nam nhân luôn không có ấn tượng gì, đến nỗi thù gì oán gì, càng không có nhớ trong lòng nửa điểm. Không biết ta, nam nhân trên đỉnh núi kia nhẹ a một tiếng, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉa mai. Hạ Thiên à Hạ Thiên, ngươi. Quả thật điều đó là vũ nhục lớn nhất với ta. Hạ Thiên chừng nam nhân kia, bĩu môi nói, ngươi thích nghĩ sao là chuyện của ngươi, ta thật sự không biết tên ngu si ngươi, cũng không có hứng thú để biết. Viên Thiên Chính, rốt cuộc ngươi sẽ không quên cái tên đấy chứ. Nam nhân trên đỉnh núi kia chỉ vào Hạ Thiên, phẫn nộ quát, 12 năm trước, ngươi chiếm lấy núi Thanh Phong của ta. Giết đồng tu đạo hữu của ta, cuối cùng còn muốn mạng sống của ta. Từng việc kia, cái nào không phải là huyết hải thâm cừu. A, là tên ngu si ngươi. Ngược lại Hạ Thiên có chút ấn tượng, người đã chết rất nhiều năm mới đúng. Trước kia có người tu tiên bỗng nhiên chạy tới nói núi Thanh Phong là địa bàn của hắn, định thừa dịp lúc Hạ Thiên bị trọng thương chưa lành, bức bách hắn giao núi Thanh Phong ra. Không may chính là, khi đó Hạ Thiên giả vờ bị thương. Kết quả bị hắn một trưởng đánh trọng thương, lập tức được vị hôn phu Cố Hàm Sương cứu đi. Lúc này, mới có lúc sau bọn người Cố Hàm Sương cưỡng ép Triệu Vũ Cơ, muốn Hạ Thiên giúp bọn hắn tăng lên tới Kim Đan Kỳ. Vào thời điểm ấy, Cố Hàm Sương bị Hạ Thiên nhận làm nha hoàn, bán nàng ta. Tất nhiên vị hôn phu đó đã bị Hạ Thiên làm thịt. Về sau dưới sự giúp đỡ của Cố Hàm Sương, hắn đã tìm được nơi Viên Thiên Chính ẩn núp, sau khi dùng ngân châm hỏi ra một ít chuyện. Trực tiếp giết chết hắn chôn ở dưới núi Thanh Phong. Ta không chết, có phải ngươi rất khiếp sợ hay không? Viên Thiên Chính nhìn vẻ mặt của Hạ Thiên, trong lòng cực kỳ khoái trá. Loại chuyện đấy, trước đến nay Hạ Thiên đều không để ở trong lòng, lười biếng nói, ngươi chỉ là một cái đứa đần mà thôi, chết hay không cũng không phải là chuyện lớn gì, có gì tốt để khiếp sợ. Ha ha, Hạ Thiên ngươi đây là đang trốn tránh thất bại của chính ngươi. Vẻ mặt Viên Thiên Chính dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười nói, khi đó, ngươi cho rằng ta đã trúng châm pháp của ngươi chắc chắn phải chết, cho nên chưa có xác định rõ đã trực tiếp rời đi, chỉ là mệnh của Viên Thiên Chính ta chưa tàn, có vị tiền bối tu tiên đi ngang qua, đã cứu ta một mạng. Lại là tiền bối tu tiên,
Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nhíu đôi mi thanh tú, nói với Hạ Thiên, vị tu tiên gọi là tiền bối kia quá nhiều chuyện, hơn nữa hình như luôn đối nghịch với ngươi. Hạ Thiên biểu hiện không hề lo lắng, tùy ý nói, bất kể hắn là tiền bối hậu bối gì đó, cũng là đứa kém thông minh vô dụng, nếu thật sự có thực lực, căn bản không cần giấu đầu lộ đuôi như vậy. Mười mấy năm qua, ngươi vẫn tự đại và ngu xuẩn như thế. Viên Thiên Chính nghe Hạ Thiên nói, không khỏi cười lạnh không thôi, thực lực vị tiền bối tu tiên kia vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta khuyên ngươi chớ trêu chọc hắn. Nói xong, Viên Thiên Chính như là nhớ tới cái gì, phong cách nói thay đổi, không đúng, ngươi không có cơ hội trêu chọc vị tiền bối kia, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết trên tay của ta. Hạ Thiên hơi xúc động mà lắc đầu, kẻ ngu chính là kẻ ngu ngốc, mãi mãi không có nửa điểm tiến bộ, vẫn ưa thích tự tìm đường chết như thế. Ngươi tìm đường chết là ngươi. Mặt của Viên Thiên Chính tràn đầy giận dữ, đưa tay gọi đến một thanh trường kiếm, trực tiếp chỉ vào Hạ Thiên, ta ở tầng không gian này ngây người khoảng chừng 12 năm, dùng đủ loại đan dược để rèn luyện cơ thể cả ngày lẫn đêm, tích lũy linh khí. Bây giờ ta đây, mặc dù vẫn chỉ là tu vi nguyên anh kỳ, lại lợi hại hơn 10 tên phân thần kỳ. Mà ngươi, chẳng những tu vi không có tăng lên mà còn giảm xuống không ít. Vì sao linh khí trong cơ thể hắn không bị trận pháp áp chế? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút bận tâm, tu vi của Hạ Thiên hơn phân nửa đều bị Dạ Ngọc Mị hút đi, linh khí còn sót lại thì bị trận pháp chế trụ, quả thật tình hình này có chút không ổn. Hạ Thiên khá là khinh thường nói, bởi vì căn bản những linh khí kia không phải là của hắn. Có ý gì? Trong chốc lát Ninh Nhụy Nhụy không phản ứng kịp, chẳng lẽ loại vật linh khí này còn giống như hàng hóa, có thể gửi lại hay sao? Bởi vì thiên phú của tên ngốc ấy thực sự quá kém. Trước đó bỏ ra hơn 100 năm cũng không kết thành kim đan. Hạ Thiên thuận miệng giải thích nói, bây giờ linh khí và kim đan ở trong cơ thể, là do dùng đan dược này mà tích tụ ra. Không có đan dược, hắn chỉ là một tiểu hài tử không bằng phế vật. Hừ, Viên Thiên Chính không mở miệng phản bác, vừa cười vừa nói, nơi này có đan dược chất đống như núi, trong đó đa số đều bị khống chế trong tay ta, đây chính là một bộ phận của thực lực của ta. Ninh Nhụy Nhụy nhìn xung quanh, đan dược ở tầng không gian này thật sự có nhiều lắm, xếp thành đỉnh núi, đơn giản là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, nếu như đan dược có thể sử dụng vô hạn, cái đó đúng là một thực lực đáng sợ. Thực lực chân chính không cần dựa vào bất kỳ vật gì, giống như ta, bất kể là tu vi cao hay thấp, đều là vô địch thiên hạ. Hạ Thiên không cho là đúng nói, nhưng mà, đứa có trí thông minh thấp như ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu. Chương 2081, ngươi có biết ngươi cười rất khó nghe không? Thật là nói khoác mà không biết ngượng, tu vi cao hay thấp quyết định sống chết của người tu tiên. Trước kia là tu vi của ngươi cao hơn ta, bây giờ là tu vi của ta cao hơn ngươi. Viên Thiên Chính lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên, lần này ta sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm trước kia, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Vậy ta sẽ giết chết tên ngu si ngươi là được. Hạ Thiên đánh ngáp, có chút khó chịu nói, lần này chính xác là ai cũng không cứu được ngươi. Bao vây bọn hắn lại cho ta. Viên Thiên Chính quát lên mệnh lệnh, chỉ thấy phía sau núi hơn 10 vị có cùng trang phục dũng mãnh đi ra, những nam nhân đều mang áo bào màu xám, trong tay đều cầm trường kiếm lóng lánh ánh quang, đều vây lại Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, cùng với nữ nhân có mũ vành rộng dẫn bọn hắn tới. Viên Sơn Chủ, chuyện này không liên quan đến ta. Nữ nhân đội mũ vành rộng trở nên gấp gáp, vội vàng rũ sạch quan hệ với Hạ Thiên, là bọn hắn bức ta mới mang bọn hắn tới. Viên Thiên Chính nhìn xuống nữ nhân đội mũ vành rộng, vốn ngươi mang Hạ Thiên tới, ta phải cảm ơn ngươi thật tốt. Nhưng mà ta không muốn cảm ơn bất kỳ kẻ nào, cho nên ngươi vẫn nên chết chung với bọn hắn đi. Nữ nhân đội mũ vành rộng bị câu trả lời này nghẹn cho á khẩu không trả lời được, đây là đạo lý gì? Thằng ngu ngươi mới đi chết, sắc mặt của Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút khó chịu với người này, trước đó ngươi may mắn nhặt được một mạng, sống khỏe mạnh không được sao, tại sao lại phải gây sự với Hạ Thiên chứ, đây không phải chán sống sao. Hạ Thiên cười hì hì, nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, lời này của cô có phong thái của ta. Ta mới không cần học phong thái của ngươi đâu. Ninh Nhụy Nhụy liếc Hạ Thiên, nhanh chóng giải quyết đứa đần kia, nhìn đều phiền. Viên Thiên Chính không có tự hành động, chỉ ra mệnh lệnh cho những nam nhân mặc áo bào xám kia, giết bọn hắn cho ta.
Giết! Những người đàn ông mặc áo bào xám kia cùng hét to lên, sau đó đồng thời quơ trường kiếm, không ngừng đi lòng vòng vòng quanh ba người Hạ Thiên. Đây là... không tốt, chạy mau. Xem ra là làm thật, chúng ta đừng để bị liên lụy. Viên Sơn Chủ, người chậm đã, ta còn ở dưới núi đó. Chậm rồi, bị ba người kia liên lụy. Những người dẫn đàn bị trận thế này làm cho sợ hết hồn, nhao nhao lăn một vòng chạy bốn phía. Sắc mặt nữ nhân đội mũ vành rộng cũng rụng một chút xuống đất, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tự lẩm bẩm trong miệng, xong rồi, hoàn toàn xong rồi, lần này ta cũng xong rồi. Bọn hắn đang làm gì vậy? Ninh Nhụy Nhụy hiểu rất ít về thế giới người tu tiên, hơn nữa trước đó chưa từng xem tiểu thuyết tiên hiệp, không khỏi có chút mờ mịt. Nữ nhân đội mũ vành rộng thất hồn lạc phách nói, đây là kiếm trận thí tiên của Viên Sơn Chủ, một khi khởi động, mặc kệ người trong trận pháp có tu vi cao đến mấy, đều sẽ bị thắt cổ. Ta bị các ngươi hại chết. Ngươi tất nhiên sẽ chết. Hạ Thiên đứng tại chỗ, vẫn là bộ dáng lười biếng, sắc mặt nửa phần khẩn trương cũng không có, tuy nhiên, tiểu muội chân dài và ta sẽ không có chuyện gì. Nữ nhân đội mũ vành rộng lắc đầu thở dài, ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không hiểu. Trước đó tầng không gian này có người đạt đến tu vi hợp thể kỳ, cũng chỉ có thể chống chọi một ngày trong kiếm trận ấy, cuối cùng vẫn bị kiếm quang chém tan xương nát thịt. Bây giờ, những nam nhân mặc áo bào xám chạy càng nhanh, trường kiếm trong tay múa mạnh hơn gấp hơn. Kiếm ảnh dần dần dày đặc, hàn quang như dòng nước chuyển động, không bao lâu, hòa trộn thành lưới kiếm khí, thành tường chặn kiếm quang, triệt để phong tỏa bên ngoài với kiếm trận. Không ít người xem náo nhiệt đứng gần kiếm trận tránh không kịp, trong nháy mắt bị kéo vào kiếm trận, trong nháy mắt bị chém thành tan nát, chưa kịp kêu thảm. Kiếm trận hợp, cho bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian đi. Mặt Viên Thiên Chính đỏ bừng lên, trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn, đại thù nhẫn nhịn mười mấy năm rốt cuộc cũng trả được. Mấy chục nam nhân mặc áo bào xám đều như máy móc, đồng thời vung mạnh kiếm, thế là bức tường ánh sáng của kiếm võng ép xuống cùng một chỗ. Giống như cối xay thịt, rõ ràng người trong trận khó khăn trốn tránh cũng đều có kết cục biến thành cho bụi. Bá! Chưa đến một giây, kiếm trận liền đè lên mặt đất, hơn 10 thanh trường kiếm mũi kiếm cắm trên mặt đất. Trong kiếm trận, chỉ còn lại một mảnh máu bụi, không người còn sống. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Kiếm trận kia thật sự là quá, biến thái. May mà ta không có đắc tội với Viên Sơn Chủ. Viên Thiên Chính cực kỳ hài lòng. Suy nghĩ một chút trước kia biệt khuất, lại xem tình hình trong kiếm trận, cao hứng không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha 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 ha, Hạ Thiên, ngươi cũng có hôm nay, bây giờ ngươi tan thịt nát, hình thần câu diệt, chính là ác báo của ngươi về việc năm đó đắc tội ta. Cười không lâu, bỗng nhiên giữa không trung có giọng nói lười biếng vang lên, này, đồ ngu ngốc, ngươi có biết ngươi cười rất khó nghe không? Tiếng cười của Viên Thiên Chính lập tức dừng lại. Chương 2082, thần chú. Không biết lúc nào, Hạ Thiên đã ôm Ninh Nhụy Nhụy xuất hiện ở sau lưng Viên Thiên Chính. Điều này sao có thể? Viên Thiên Chính khó có thể tin được nhìn Hạ Thiên, một khi sát tiên kiếm trận vận hành, cho dù là tu sĩ phân thần kỳ thì chưa chắc có thể còn sống ở trong trận. Sao ngươi lại, sống sót? Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng chửi bậy, chứng minh phá kiếm trận gì đó của ngươi là thứ vô dụng. Đồ ngu ngốc! Ngươi lại đã sao chép kiếm trận của vợ ta, còn chỉnh cho dở dở ương ương như vậy. Hạ Thiên bất mãn trừng Viên Thiên Chính, hiện tại ta rất không cao hứng, cho nên ta trực tiếp cho ngươi hoàn toàn biến mất trên đời này là được. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Viên Thiên Chính hừ lạnh một tiếng, phản bác ta Viên Thiên Chính đường đường là người tu tiên, sao lại có thể làm chuyện hạ tiện sao chép của người khác chứ? Rõ ràng trận pháp kia chính là chu tiên kiếm trận của vợ ta. Lúc đó là ta và 13 người vợ cùng luyện một chỗ, chuẩn bị dùng để đối phó Vấn Thiên Quân. Hạ Thiên lười biếng nói, đừng tưởng rằng đổi tên, đổi người chấp kiếm thành nam thì có thể lừa được ta. Viên Thiên Chính bị vả lệch mặt, phẫn nộ quát cái rắm, bộ kiếm trận đó chính là vị tiền bối tu tiên kia truyền lại cho ta, là truyền thừa từ tiên môn chính tông, sao có thể là vợ ngươi tạo ra. Ta không có nói là vợ của ta tạo ra. Hạ Thiên lộ ra vẻ không nhịn được. Nhưng vợ của ta dùng, chính là đồ vật của vợ ta, người khác không có tư cách dùng càng không tư cách đổi nó. Lẽ nào lại như vậy? Viên Thiên Chính chưa từng nghe qua cách ngụy biện này,
chỉ vào Hạ Thiên nói, đừng tưởng rằng ngươi may mắn thoát khỏi kiếm trận là ghê gớm, sát chiêu thật sự của ta còn chưa dùng đâu. Hạ Thiên không đếm xỉa nói, vậy thằng ngu ngươi cứ dùng là được. Nhìn thấy Hạ Thiên hời hợt như thế, tâm trạng hiện tại của Viên Thiên Chính cực kỳ phức tạp, thậm chí có chút hoài nghi có phải Hạ Thiên lại định lừa gạt hắn hay không. Dù sao 12 năm trước Hạ Thiên từng giả bị thương một lần, khi đó hắn tự cho là thời cơ đã đến, thế là tìm tới cửa, bức hắn giao núi Thanh Phong ra, thuận tiện ép hỏi có thể có bí pháp kết đan nhanh chóng hay không. Kết quả nửa đường Tống Ngọc Mị giết tới làm rối loạn, bị hắn đánh một chưởng vào vai trái, ai ngờ lần đó chọc giận Hạ Thiên, kết quả là hắn bị Hạ Thiên đánh điên cuồng, thời khắc nguy cấp vẫn do bọn người Cố Hàm Sương ra tay cứu hắn. Hình như sau đó Cố Hàm Sương cũng thành người của Hạ Thiên, còn mang Hạ Thiên đến tìm hắn. Sau đó mới có chuyện hắn bị Hạ Thiên đánh chết chôn ở dưới núi Thanh Phong. Vấn đề một buổi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng gì đó, Viên Thiên Chính không thể không thừa nhận, sâu trong lòng của hắn chẳng những rất hận Hạ Thiên, mà còn vô cùng sợ người này. Được, vậy cho ngươi chết dưới thần chú thượng phẩm Viên Mỗ mới học được. Viên Thiên Chính bỗng nhiên lắc đầu, bỏ đi hết thảy hất ra những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, một lần nữa trong mắt giấy lên hận ý hừng hực với Hạ Thiên. Chiêu đó là ta học trong một tấm đan phương thần bí, mặc dù khổ tu 12 năm vẫn chưa đại thành, nhưng mà giết ngươi thì đủ rồi. Bạn trai ta đã nói, ngoài miệng nói càng lợi hại, vậy thực lực của hắn càng chẳng ra sao cả. Ninh Nhụy Nhụy đi theo Hạ Thiên học được không ít thứ, tỉ như thế nào phán đoán được một người có ngu ngốc hay không, tỉ như thế nào mới là người lợi hại chân chính, đây đúng là cơ hội cho nàng phát huy những kiến thức ấy. Hừ. Cơ thể của Viên Thiên Chính dần dần lơ lửng, cả người nổi lên vệt trắng nhàn nhạt, tiên đạo minh mông, thuật pháp vô tận, các ngươi những người không có chút thành tín nào với tu tiên sao có khả năng hiểu. Một chiêu này, chính là Viên Mỗ thay thiên đạo trừng trị các ngươi. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên thực sự không có cách nào với tên ngu si này, muốn đánh liền thẳng thắn nhanh chóng đánh, không đánh thì thành thành thật thật đứng ở nơi đó bị đánh. Hiện tại, Viên Thiên Chính đã triệt ngưng động ở giữa không trung, bạch mang dần dần nồng đậm, trở thành một luồng ánh sáng rực cháy, cực kỳ chói mắt, làm cho không người nào có thể mở mắt nhìn thẳng. Trong không gian luôn có mùi thơm nhàn nhạt bay lên, trong nháy mắt bị xí quang hút đi, không bao lâu liền trở thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, treo trên bầu trời núi đan dược. Quả cầu ánh sáng kia cực lớn truyền ra uy áp, dường như làm vỡ toàn bộ không gian. Đám người một mực xem náo nhiệt ở bên cạnh trở nên bạo động, bởi vì linh khí trong thân thể bọn hắn cũng bị dẫn dắt, từng lần bị hút đi. Có mấy người linh tỉnh quay người muốn chạy, đáng tiếc đã muộn, cả người bị nâng lên giữa không trung, sau khi hút cạn sạch sành xanh, tựa như rác rưởi bị vứt bỏ sang một bên. Không tốt, hắn đang hút linh khí của chúng ta. Ở không gian này tích lũy linh khí vốn không dễ, tên Viên Thiên Chính này thật đáng giận. Chạy thôi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Viên Thiên Chính, ngươi khốn nạn. Viên Thiên Chính đứng ở giữa quang cầu, cười hết sức đắc ý, lạnh nhạt quan sát đám người trên núi, chẳng qua các ngươi là sâu kiến mà thôi, Viên Thiên Chính ta mới là người trời định, có thể bị môn thần chú thượng phẩm giết chết, là vinh hạnh của các ngươi ở kiếp này. Lưu manh đáng chết, có phải người này điên rồi không? Ninh Nhụy Nhụy không cảm thấy đáng sợ khi nhìn quả cầu ánh sáng kia. Ngược lại cảm thấy có chút nực cười, còn có sao ánh mắt của hắn không khác như rất nhiều nhân vật phản diện trước khi chết vậy. Điên hay không điên, có vấn đề gì, dù sao vẫn thế mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì, nói với Ninh Nhụy Nhụy tiểu muội chân dài, có một điều cô nói đúng, tên ngu si ấy phải chết. Quả nhiên vẫn hoàn toàn tự cao tự đại như trước đây. Viên Thiên Chính nghe lời Hạ Thiên nói, cười lạnh nói. Vậy ngươi liền nếm thử thần chú thượng phẩm lợi hại của ta, chiêu này tên là... Á! Lời còn chưa nói hết, thân ảnh Hạ Thiên liền xuất hiện ngay bên cạnh hắn, cũng chính là ở trong cái quang cầu kia. Ta không có hứng thú với tên thần chú rách kia của ngươi. Hạ Thiên bĩu môi, đợi nửa ngày, quả nhiên một chút ý tứ cũng không có, ngươi có thể chết. Một tiếng vang thật lớn, Viên Thiên Chính bị một cước của Hạ Thiên đá ra. Linh khí ngưng kết thành quả cầu ánh sáng, nặng nề nện vào đan dược trên núi chôn sống luôn hắn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không biết nên phản ứng gì, chỉ có thể sững sờ nhìn Hạ Thiên. Chương 2083.
Còn chiêu gì lợi hại hơn không? Không phải chứ, vậy đã xong rồi. Đã nói xong đại chiêu đâu? Thần chú đâu? Ninh Nhụy Nhụy cũng có chút kinh ngạc, vốn đang cho là có thể nhìn trò hay chứ. Kết quả trò hay còn chưa diễn, nhân vật chính đã bị ngã xuống đất ăn tỏi rồi, loại cảm giác này thật quá buồn bực. Hạ Thiên cười hì hì nói, tiểu muội chân dài, cô chưa nhìn đủ, vậy thì ta cứu tên ngu si này rồi lại đánh một trận. Nói xong, Hạ Thiên tóm lấy viên thiên chính từ trong đan dược trồng chất như núi ra, tiện tay đâm hai châm, này, đồ đần, tỉnh lại đi, tiểu muội chân dài còn chưa nhìn đủ đâu, ngươi còn chiêu khác hay không? Hạ Thiên, ngươi dám làm nhục ta như thế? Viên thiên chính chậm rãi tỉnh lại, sau khi nghe được Hạ Thiên nói, tức giận đến giận sôi lên. Chát, chát. Hạ Thiên tả hữu khai cung, tiện tay cho viên thiên chính hai cái tát, chớ nói nhảm, cuối cùng có chiêu thức khác hay không? Phải có ý tứ, đừng loè loẹt mà vô dụng như vừa rồi. Viên thiên chính ta hôm nay không tiếc dẫn bạo nguyên anh, cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Viên thiên chính nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, lập tức thôi động nguyên anh, dự định tự bạo. Xem ra là không có tuyệt chiêu khác, Hạ Thiên lập tức cảm giác có chút nhàm chán. Vậy ngươi không còn tác dụng gì nữa, ngươi muốn tự bảo thì tự bảo đi, ta không có hứng thú chơi với ngươi. Tay trái của Hạ Thiên vừa lật, ngân châm xuất hiện lần nữa, đâm vào trên người viên thiên chính. Hạ Thiên, khoan ra tay đã. Lúc này, một giọng nói từ bên trên truyền tới. Lập tức có hai ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay đến bên cạnh Hạ Thiên, đồng thời ra tay với Hạ Thiên. Tiên Vân Đại Lục, đảo thần tiên. Mệt mỏi quá. Mỗi ngày đều luyện tập chiến đấu, đau lưng nhức eo, không có ý nghĩa. Sở Giao mặc trang phục có chút mệt mỏi ngã trên mặt đất, nửa điểm không để ý hình tượng tiên nữ hiện tại của mình, Cố tỷ, hôm nay không luyện tập được không? Cố Hàm Sương đứng cách đó không xa mặt không biểu tình thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói, được. Lại nói lúc nào phu quân mới tới, ta rất nhớ hắn. Sở Giao trở mình, cảm thấy nằm cũng không thoải mái, lại ngồi dậy. Không biết Cố Hàm Sương nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia phong tình, ngoài miệng lại nói, không rõ, nghe Nguyệt Tiên Tử nói chờ hắn học xong nghịch thiên bát châm. Chuyện đó thì ta biết, Sở Giao cau mũi một cái, bất mãn nói, bây giờ Nguyệt Tỷ đang quản lý Thanh Khiết Tiên Môn, Tống Ngọc Mị mang theo Ninh Khiết tới xây dựng lại Nhật Nguyệt Tiên Môn, Tiểu Kiều các nàng quản lý Thần Tiên Đảo, Băng Băng Tỷ và Mộng Oánh Tỷ lại bị vị nữ hoàng kia mang tới Lam Kinh, nói là giúp nàng quản lý quốc gia. Còn có, sao ai cũng có chuyện làm, sao ta lại chẳng có chuyện gì để làm, thật là bực bội a. Cố Hàm Sương chỉ nói lại một câu, ngươi, tâm không tĩnh. Sở Giao im lặng trong nháy mắt, lúc nàng ở địa cầu chính là một người không yên tĩnh được, trông coi một bang phái, mặc dù không có dã tâm gì, nhưng có việc ngày nào cũng không thiếu. Sau khi gặp Hạ Thiên, cuộc sống của nàng rất vui vẻ, không giống bây giờ, ngoại trừ luyện tập chiến đấu. Là luyện tập chiến đấu. Nàng biết luyện tập chiến đấu là vì tính cho an toàn tính mạng của mọi người ở tương lai, chỉ là luyện tập lâu, lại không có một kẻ thù chân chính cho nàng đánh, thật sự bực bội. Giao Giao, Nguyệt Tỷ tìm ngươi. Ngay lúc Sở Giao đang than thở, một giọng nói từ truyền tới trên không trung, ngươi tới phòng trà một chuyến. Là Tiểu Kiều, trong nháy mắt tinh thần của Sở Giao tăng lên trăm lần, la ầm lên, ta đã biết, lập tức tới ngay. Chỉ một lát sau, lúc Sở Giao xuất hiện, đã tắm một cái, đổi bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái, đi tới phòng trà. Nguyệt Tỷ, người tìm ta sao, có phải có chuyện gì cho ta làm đúng không? Sở Giao vừa nhìn thấy Bạch Y Tiên Tử đang ngồi trong phòng trà, lập tức nhào tới, ôm cổ của đối phương, ta hóng mát một chút, nếu không ta buồn sẽ sinh ra bệnh. Nguyệt Thanh Nhã nhẹ nhàng nở nụ cười, hiện tại ngươi là người tu tiên, đã sớm tránh bách bệnh. Bách độc bất xâm. Đây không phải là ví dụ mà. Sở Giao buông Nguyệt Thanh Nhã ra, thuận tiên ngồi ở bên cạnh nàng, lại nói, chẳng lẽ ngay cả tự mình tu tiên cũng mất đi vấn đề về tâm lý chứ? Ừ, điều đó là ta thiếu cân nhắc. Nguyệt Thanh Nhã nghiêm túc đáp, cùng nhau tu tiên, tâm ma khó trừ, cần cho ngươi giải tỏa áp lực. Sở Giao cười vui vẻ, đúng không, cho nên, có nhiệm vụ gì, Nguyệt Tỷ ngươi cứ việc giải thích, ta không có vấn đề. Quả thật có mấy chuyện nhỏ cần ngươi làm. Nguyệt Thanh Nhã rót chén trà xanh cho Sở Giao, đẩy tới. Chuyện nhỏ, Sở Giao nói lại một lần, có chuyện lớn ta không?
mới nói một nửa, liếc vẻ mặt của Nguyệt Thanh Nhã, thì sửa lời nói, bất kể chuyện lớn nhỏ, có thể vì mọi người mà làm việc, ta phải làm. Nguyệt Thanh Nhã có chút buồn cười, từ trước đến nay Sở Giao có tính tình năng động, thậm chí lúc quen Hạ Thiên còn ở kỳ phản nghịch, hiện tại thấy trở nên trưởng thành không ít, thật ra vẫn có tính trẻ con. Nhưng nếu xem nàng như tiểu hài tử, vậy thì sai hoàn toàn, dù sao nàng đã từng là lão đại sở môn. Chúng ta định tập hợp tất cả sức mạnh trên Tiên Vân Đại Lục, làm tốt việc chuẩn bị đối đầu với Liên Minh Tu Tiên ở tương lai. Sắc mặt của Nguyệt Thanh Nhã lạnh nhạt, vừa cười vừa nói, lãnh thổ nước này, Hoàng Triều Cơ Thanh Ảnh đã làm được không khác lắm, mà khối tông môn tu tiên này, từ Thanh Khiết Tiên Môn và Nhật Nguyệt Tiên Môn làm, một vài bang phái tông môn bình thường còn lại, trước đó luôn không có thời gian để ý tới. Thật ra Sở Giao là người thông minh, nghe những câu này một lần liền hiểu, việc ấy giao cho ta đi. Xem ra, so ra giới võ lực bình thường và người tu tiên không có ý nghĩa, nhưng lại không thể xem thường. Nguyệt Thanh Nhã nói tiếp, bởi vì đó cũng là nơi tàng long ngọa hổ, hơn nữa bên trong Thanh Khiết Tiên Môn có không ít tàn dư của Vấn Thiên Quân, tới Tiên Vân Đại Lục chúng ta ẩn núp, rất có thể cũng giấu ở bên trong những môn phái bình thường kia. Nguyệt tỷ, người vẫn nên nói thẳng, muốn ta làm gì? Sở Giao hỏi. Nguyệt Thanh Nhã cười nói, trước kia ngươi là thủ khoa sở môn, làm cũng không tệ, bây giờ cho ngươi một cơ hội, ngươi làm chuyện ngươi am hiểu nhất. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Sở Giao cười, đáp ứng tương đối dứt khoát. Chương 2084, ngươi dựa vào cái gì mà quản chúng ta? Ngươi không thể giết hắn. Tô Diệp đột nhiên đi tới cùng hai người, thấy Hạ Thiên chuẩn bị tấn công Viên Thiên Chính liền lập tức ngăn cản. Hạ Thiên không thèm để ý, châm trên tay không dừng lại, thế là hai người đi theo Tô Diệp liền xuất thủ với hắn. Bang, bang, cả hai còn chưa đến gần Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy đã đá cho họ một cú đá, họ bay ra xa ngã vào núi đan dược. Không thấy hắn đang hành sự sao, đừng có tùy tiện làm phiền hắn. Ninh Nhụy Nhụy liếc Tô Diệp, cảnh cáo, với ngươi cũng vậy, đừng quên ngươi là bại tướng dưới tay ta. Tô Diệp đỏ bừng cả mặt, nghĩ đến chuyện trước đó trên tàu du lịch, hắn không khỏi có chút nổi giận không chịu được, không ngừng biện hộ, đừng có nói nhảm nữa, ta không thua ngươi. Là Hạ Thiên đã dùng thủ đoạn đê hèn để hạ nhục ta trước. Nếu thua, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là thua trước thủ đoạn của hai ngươi. Nếu không, dựa vào hai người các ngươi đều không thể gây thương tổn cho thiên tài Tô Diệp ta. Xem ra lại không nhận nợ. Bây giờ, Ninh Nhụy Nhụy đã biết Tô Diệp ấy là người có tính tình thế nào, nói năng cũng không cẩn thận như trước nữa, ngươi vẫn nên đừng nói ngươi đến từ Bắc Hồ Sơn Trang, ngươi quả thực chính là làm mất uy tín của Bắc Hồ Sơn Trang. Tô Diệp vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo đó, chỉ vào Ninh Nhụy Nhụy nói, Tô Diệp ta luôn là niềm tự hào của Bắc Hồ Sơn Trang, bất kể ta làm gì, cũng sẽ chỉ thêm ánh sáng cho Bắc Hồ Sơn Trang, không có khả năng làm mất uy tín. Nếu ngươi có bản lĩnh ngươi có thể đường đường chính chính đấu với ta để xem ai hơn ai. Đương nhiên hắn không sợ Ninh Nhụy Nhụy, chỉ sợ Hạ Thiên, dù sao hắn đã chịu hai lần tổn thất trong tay Hạ Thiên, thậm chí vì chuyện này mà bị Ninh Nhụy Nhụy nắm thóp. Đành phải nhận sai với nàng. Đây là vết nhói trong tim khiến hắn rất khó chịu. Lúc này hai người bị Ninh Nhụy Nhụy đá bay ra ngoài, nhanh chóng trở lại bên cạnh Tô Diệp. Tô tiên sinh, đừng để họ làm ngươi mất tập trung vào chủ đề. Nữ nhân đeo vòng mũi trông rất quen thuộc, chắc là nhân viên phục vụ trong quán bar trên tàu du lịch trước đó, nhưng lúc này thần thái của nàng hơi khác một chút. Đến nỗi trong lúc nhất thời Ninh Nhụy Nhụy đã không nhận ra. Lúc này, Tô Diệp mới bừng tỉnh đại ngộ, hét vào mặt Hạ Thiên, này, Hạ Thiên, ngươi không thể giết người kia, ngươi có nghe không? Tô tiên sinh, cứu ta với. Nhìn thấy cơ hội, Viên Thiên Chính lập tức nhờ Tô Diệp cứu mạng, sau đó nói với nữ nhân đeo vòng mũi, Viên Tiểu Điệp, ta là lão tổ tông nhà họ Viên các ngươi, ngươi còn không giúp bảo Tô tiên sinh cứu ta sao? Viên Tiểu Điệp lộ vẻ bị làm khó, nhưng vẫn xông tới chỗ Tô Diệp nói, Tô tiên sinh. Hắn là lão tổ của nhà họ Viên chúng ta, xin ngươi hãy ra tay cứu giúp. Hôm nay tên ngốc ấy chết chắc rồi, ai tới cũng vô dụng mà thôi. Châm của Hạ Thiên đã đâm vào huyệt vị của Viên Thiên Chính, tên họ Tô này không thể đánh lại ta, ngươi cầu xin hắn cũng lãng phí thời gian. Tô Diệp bị đâm cho đau đớn, nhảy dựng lên chửi bới, ngươi có gan thì cùng ta đấu riêng đi, đấu công bằng,
ngươi không được phép dùng những thủ đoạn tà môn ngoại đạo hèn hạ, xem thiên tài Tô Diệp ta đây có treo ngươi lên đánh 3 ngày 3 đêm hay không. Đây gọi là châm pháp, không phải là thủ đoạn hèn hạ, vốn là một môn công pháp. Hạ Thiên nhìn Tô Diệp với vẻ khinh thường, uổng cho ngươi còn là người thu tiên, điểm ấy thôi cũng không có bất kỳ kiến thức nào, quả nhiên là một thằng ngốc. Cái rằm ấy, Tô Diệp lo lắng, vặn lại, châm pháp là để chữa bệnh, cứu người chứ không phải để đấu tay đôi, ngươi dùng nó so tài với ta thì chính là đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Đồ kém thông minh nhà ngươi chờ đó đi. Hạ Thiên cũng hơi giận, chờ ta xử lý xong tên ngốc này sẽ đánh ngươi một trận. Viên Thiên Chính còn muốn mở miệng kêu cứu, nhưng đáng tiếc hắn không thể phát ra âm thanh nữa, ngay cả sinh khí trong mắt cũng từng chút một tiêu tán, hắn chậm rãi đi về phía tử vong. Chờ đã, ngươi không thể giết người kia. Viên Tiểu Điệp vẫn muốn ngăn cản Hạ Thiên, nhưng đã bị Ninh Nhụy Nhụy ngăn cản, đành phải lớn tiếng nói, chỉ cần giữ lại một mạng của hắn, ta thay mặt nhà họ Viên nợ ngươi một ân tình, thế nào? Hạ Thiên nói với vẻ mặt không vui, nhà họ Viên nhà họ Hòn cái gì? Ân tình của các ngươi liên quan gì đến ta sao? Hạ Tiên Sinh, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Viên Tiểu Điệp rất gấp, có chút không lựa lời nói, nhà họ Viên chúng ta là một đại gia tộc được truyền thừa gần 1.000 năm, có chi nhánh không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài, thế lực vô cùng hùng mạnh, cũng lưu giữ rất nhiều người tu tiên. Đắc tội nhà họ Viên chúng ta thực sự không có lợi cho ngươi. Nói xong những điều cứng rắn, đương nhiên phải nói đến những điều mềm mại. Ngược lại, nếu ngươi cho nhà họ Viên chúng ta mặt mũi, vậy ngươi chính là bằng hữu của nhà họ Viên. Viên Tiểu Điệp chậm rãi nói, những chuyện như tu tiên là cực kỳ tốn kém tài lực vật lực, nhà họ Viên chúng ta có thể hoàn trả đầy đủ cho ngươi những tốn kém này. Không hứng thú lắm, Hạ Thiên bĩu môi, ta nói hôm nay tên đần đó chết chắc rồi, ai đến cũng vô ích. Viên Tiểu Điệp phát hiện người này mềm không được mà cứng cũng không xong, tức giận đến mức muốn tự bế, ngươi, đừng hối hận. Ta chưa bao giờ hối hận, Hạ Thiên thản nhiên đáp. Viên Tiểu Điệp đành phải lại nhìn Tô Diệp với ánh mắt cầu cứu, Tô Tiên Sinh, người phải nhớ lời giao phó của đại nhân kia, mau cứu lão tổ nhà ta. Người ấy chính là người tiền bối tu tiên kia cố tình để lại trong không gian này, người không thể giết hắn. Tô Diệp vẫn còn hơi sợ tiền bối tu tiên kia nên đã nói, nể tình ta, ít nhất bây giờ đừng giết hắn. Chờ chúng ta ra khỏi thế giới dưới nước này, người có cắt hắn ra thành 1.000 mảnh, ta thậm chí cũng không thèm quản. Tiền bối tu tiên kia là ai vậy? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu mà hỏi, hắn để lại một tên phế vật như vậy ở đây làm gì? Uầy, chuyện kia, thật ra thì Tô Diệp cũng không biết tại sao, cũng không thèm biết, chỉ là tiền bối tu tiên đặc biệt giao phó cho hắn, ở mỗi tầng không gian đều có một người do hắn sắp xếp, nhất định không thể chết. Viên Tiểu Điệp cắn răng, nói ta biết tại sao, nhưng ngươi phải hứa không giết hắn, ta sẽ kể lại cho ngươi nghe. Hạ Thiên là người luôn ăn mềm không ăn cứng, nên có hai cách giao tiếp, từ trước đến nay hắn không thích. Một trong số đó gọi là uy hiếp, cái còn lại gọi là mặc cả. Không may là nhiều kẻ đần không hiểu, họ luôn chọn hai điều ấy. Viên Tiểu Điệp dẫm lên cả hai loại này, không giống là đang cầu khẩn thay Viên Thiên Chính, mà là đang cấp tốc tiễn Viên Thiên Chính vào đường chết. Vậy ngươi không cần phải nói nữa, tên ngốc này đã chết rồi. Hạ Thiên hứng hờ lấy lại ngân châm, ném Viên Thiên Chính ra ngoài như rác, ngáp một cái, xoay người ôm Ninh Nhụy Nhụy trong tay rời đi. Viên Tiểu Điệp bước lên phía trước thăm dò hơi thở của Viên Thiên Chính, quả nhiên phát hiện hắn đã thực sự tắt hơi, đột nhiên hét lên đầy tức giận, các ngươi đứng lại cho ta. Cả Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đều không để ý đến nữ nhân kia, vẫn thản nhiên bước về phía trước. Ta bảo các ngươi đứng lại, các ngươi không nghe thấy sao? Viên Tiểu Điệp không nhịn được lao về phía trước, chặn đường của Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, giết người của nhà họ Viên chúng ta, không nói gì đã muốn rời đi à? Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được hỏi, hắn là người của nhà họ Viên các ngươi, vậy hắn ở đây độc bá nhất phương, làm mưa làm gió, cũng là nhà họ Viên của các ngươi ngầm đồng ý sao? Sao, khi chính các ngươi là sứ giả của công lý, trừng phạt cái ác và thúc đẩy cái thiện? Khuôn mặt của Viên Tiểu Điệp đầy mỉa mai. Như ta đã nói trước đó, ở đây không có luật lệ nào, cho dù giết người phóng hỏa cũng không ai quan tâm. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, trừng mắt nhìn lại nữ nhân, vậy, bây giờ ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta? Ngươi, Viên Tiểu Điệp đột nhiên nghẹn lời.
Chương 2085. Giữ người ở lại. Tiểu muội chân dài, không cần để ý đến con quái vật xấu xí kia. Hạ Thiên cười hì hì, nói chuyện với người xấu xí quá nhiều có thể sẽ trở nên xấu xí đấy. Chúng ta đi thôi, ở đây chán lắm. Viên Tiểu Điệp không cam lòng như vậy, nhưng biết mình không đủ thực lực, cho nên nàng đành phải quay đầu lại nói với Tô Diệp, Tô tiên sinh, chẳng lẽ ngươi dự định mặc kệ vậy à? Tô Diệp khoanh tay nói, người đã chết rồi, còn quản gì nữa? Vào lúc này, cơ thể của Viên Thiên Chính nhanh chóng phân hủy, gió thổi qua liền biến thành tro. Tô tiên sinh, ngươi đừng quên lời giao phó của vị đại nhân kia. Viên Tiểu Điệp hằn học nhìn Tô Diệp, còn nữa, Viên Thiên Chính chết như vậy, cho nên chúng ta có thể sẽ không khống chế được không gian này, khi xảy ra chuyện. Chúng ta có lẽ đều sẽ bị chôn dưới đáy biển. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Diệp trông rất lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi có cách để hắn khởi tử hồi sinh sao? Viên Tiểu Điệp khó chịu nói, Tô tiên sinh, bây giờ không phải lúc để nói đùa. Ở tầng này nhất định phải có người tu tiên trên Nguyên Anh Kỳ, Viên Thiên Chính đã chết. Vậy chúng ta phải bẫy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy ở đây, nếu không, vị đại nhân kia sẽ rất tức giận. Chậc chậc chậc, Tô Diệp mỉm cười, nhìn Viên Tiểu Điệp một cách đầy ẩn ý, ta còn tưởng ngươi thật sự là vì lão tổ của nhà họ Viên chết nên mới buồn như vậy chứ. Vẻ mặt của Viên Tiểu Điệp lạnh lùng, đã hoàn toàn mất đi cơn tức giận dâng trào vừa rồi, người đã chết rồi, nói những điều đó còn có ích gì. Vả lại cũng chỉ là một phế vật sống hơn trăm năm mà thôi. Còn thật sự coi mình là lão tổ của nhà họ Viên, chết cũng rất xứng đáng. Hay đấy, Tô Diệp bỗng thấy thích thú, vừa cười vừa nói, không cần biết Viên Thiên Chính có phế vật đến đâu, tu vi cũng cao hơn ngươi. Ta rất muốn hỏi, ngươi định giữ Hạ Thiên lại như thế nào? Ta thực sự đã nghĩ ra một giải pháp, trong mắt Viên Tiểu Điệp hiện lên một tia hung ác, thì thào, nhưng ta cần Tô tiên sinh phối hợp, ở lại một lát, ngươi làm như vậy. Mặt khác, Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đã đi xa, họ không lấy tình tiết vừa rồi để trong lòng. Nữ nhân vừa rồi kia có phải là nhân viên phục vụ trên tàu du lịch đúng không? Ninh Nhụy Nhụy nhíu mày, trong lòng dâng lên một linh cảm không rõ, sao nàng ta lại xuống tàu du lịch chứ, những người trên tàu du lịch không biết thế nào rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói, con tàu du lịch đó đã phát nổ rồi. Hả, ngươi nói gì? Ninh Nhụy Nhụy sững sờ một lúc. Sau đó quay lại nhìn Hạ Thiên, ngươi vừa nói gì, nói lại lần nữa đi. Tiểu muội chân dài, cô đã nghe rất rõ ràng rồi, tại sao còn muốn ta nói lại lần nữa? Hạ Thiên uể oải nói. Ninh Nhụy Nhụy lo lắng nói, nếu tàu du lịch nổ tung rồi, lối đi chắc chắn không còn, vậy làm sao chúng ta có thể thoát ra ngoài? Muốn ra ngoài thì có rất nhiều cách, lo gì chứ? Hạ Thiên không cảm thấy đây là vấn đề gì. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, vừa rồi ngươi cũng nghe nói rồi, nhân viên phục vụ đó cũng là người của nhà họ Viên, không biết người được gọi là tiền bối tu tiên kia có phải cũng là họ Viên không? Hoặc có mối liên hệ lớn với nhà họ Viên? Dù có liên quan hay không thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hạ Thiên vươn vai, mỉm cười với nàng, tiểu muội chân dài, trời tối rồi, chúng ta vẫn nên kiếm chỗ ngủ trước đi. Ninh Nhụy Nhụy ngẩng đầu lên nhìn. Tuy chỉ thấy một hình ảnh mờ ảo và hỗn loạn, nhưng ánh sáng hắt ra đủ sáng khiến không gian này không khác gì ban ngày. Ở đây không có bầu trời, lấy đâu ra bóng tối. Ninh Nhụy Nhụy trợn mắt nhìn Hạ Thiên, tên lưu manh này rõ ràng là muốn làm chuyện xấu, cố tình kiếm cớ kém như vậy. Hạ Thiên vô tội nói, tiểu muội chân dài, bên ngoài trời sắp tối rồi, không tin cô có thể kiểm tra thời gian. Ta không kiểm tra, dù bên ngoài trời tối thì sao? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, ở đây không tối, với lại ta cũng không buồn ngủ, người muốn ngủ thì tìm chỗ ngủ đi, ta hoàn toàn không muốn ngủ. Tiểu muội chân dài, cô thật sự không muốn ngủ sao? Hạ Thiên lại hỏi. Ninh Nhụy Nhụy nghe những lời của hắn dường như còn có ý nghĩa khác, nàng không khỏi hỏi ngược lại, chẳng lẽ người buồn ngủ sao? Ta không buồn ngủ, Hạ Thiên cười hì hì, ta sợ cô buồn ngủ mà không nói nên mới nói vậy. Nàng mở miệng muốn nói gì đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng kiệt quệ, khiến nàng có chút mệt mỏi, mi mắt càng ngày càng nặng, đến mức không nhấc lên được. Hở, không đúng, thể chất của Ninh Nhụy Nhụy bây giờ đặc biệt, nàng theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, thế là nàng tỉnh lại, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, có phải lại là trò quỷ của ngươi không? Hạ Thiên lắc đầu, tiểu muội chân dài,
là bản thân của cô buồn ngủ, liên quan gì đến ta? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy khó hiểu không thôi, sự mệt mỏi vừa rồi đến quá đột ngột, cũng biến mất nhanh chóng, như thể nó thực sự không tồn tại, nàng không nhịn được lẩm bẩm chẳng lẽ là ảo tưởng của ta? Tiểu muội chân dài, nếu cô thật sự muốn ngủ cũng không sao, cô cứ ngủ đi, ta sẽ không quậy phá đâu. Hạ Thiên tỏ vẻ chân thành, cười hì hì nói, tuy nhiên, ta quan tâm đến cô nhiều như vậy, có muốn tặng ít phần thưởng cho ta không? Ngươi quan tâm đến ta sao? Ninh Nhụy Nhụy vẫn không thể hiểu được suy nghĩ cẩn thận của hắn, tên lưu manh này đôi khi rất bá đạo, nhưng phần lớn lại rất ngây thơ, rõ ràng là hắn đã ngoài 30 tuổi, vậy mà vẫn trông như một đứa trẻ. Hạ Thiên gật đầu, nghiêm túc thừa nhận, đúng vậy. Ta sẽ coi như ngươi có. Ninh Nhụy Nhụy không muốn tiếp tục về chủ đề ấy, nàng nghĩ đến một việc, vừa rồi chúng ta nên hỏi đường bọn người Tô Diệp, nếu không, đi loanh quanh như chúng ta, lúc nào mới có thể tìm được đường lên tầng tiếp theo chứ? Tiểu muội chân dài, kỳ thực không cần tìm. Hạ Thiên uể oải nói, những kẻ ngốc đó sẽ tự động dẫn dắt chúng ta. Nàng thực sự cảm thấy điều kia là đúng, dọc đường bọn hắn đúng là không hề chủ động tìm đường, chỉ cần đánh gục người trên tàu du lịch, bọn hắn đã có thể thu hoạch được danh ngạch, hoặc lối đi trực tiếp xuất hiện. Ngay cả đến cung điện dưới này, bọn hắn cũng không mất nhiều thời gian tìm kiếm, đủ loại nhân vật tràn vào, như thể đã được an bài từ lâu. Vậy ý của ngươi là chờ đợi người khác đến tìm chúng ta? Ninh Nhụy Nhụy cười hỏi. Hạ Thiên cười hì hì nói, chúng ta không cần phải đợi, có thể du sơn ngoạn thủy, hoặc ngủ trước một giấc. Bỏ đi. Nói với người chuyện này cũng tương đương với nói cũng vô ích. Ta muốn tự mình tìm cách đi xuống. Ninh Nhụy Nhụy từ nhỏ đều sống trong bầu không khí tích cực, đương nhiên sẽ nảy sinh tâm lý chủ động giải quyết mọi việc. Mặc dù hiện tại nàng đã bị hắn ảnh hưởng rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ là người đợi thời cơ đến. Hai vị, đợi một chút. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng hét vội vàng. Tay của ngươi, Ninh Nhụy Nhụy nhìn lại thì thấy là nữ nhân đội mũ trước đó. Nhưng nàng bị khuyết mất một cánh tay, máu đã ngừng chảy, nhưng trông nàng khá khó xử. Chương 2086. Sơ hở. Nữ nhân đội mũ hơi tái mặt, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, đuổi đến chỗ bọn hắn, không sao đâu, không có gì to tát nữa. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, tìm chúng ta có chuyện gì? Ta muốn cảm ơn vì lòng tốt cứu mạng của hai vị vừa rồi. Nữ nhân đội nón nói lời chân thành không ít, nếu không có hai vị. E rằng kiếm trận đã băm thịt ta rồi. Trước đó lúc Phiên Thiên Chính thôi động kiếm trận, nữ nhân đội mũ kia cũng bị bao vây, tất nhiên nàng không bình tĩnh được như Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, nàng tìm được vị trí buộc phải đột phá, nhưng lại bị chặt đứt một cánh tay. Ninh Nhụy Nhụy thấy nàng ta cũng rất đáng thương nên cầu Hạ Thiên cứu nàng ta, thế là nàng ta đã sớm bị Hạ Thiên ném ra khỏi kiếm trận. Hạ Thiên lạnh nhạt nói, ngươi không cần cảm ơn, ta cũng lười cứu ngươi. Chính là tiểu muội chân dài kêu ta ném ngươi ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, Phạm Tú Phương ta sẽ ghi nhớ ơn cứu mạng của hai người. Nữ nhân đội mũ trang trọng cúi đầu trước Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, để báo đáp lại, ta có thể đưa hai vị đến lối đi tầng tiếp theo. Ngươi biết lối đi tầng tiếp theo ở đâu sao? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, không nhịn được nhớ tới vừa rồi Hạ Thiên nói gì, thật sự có người tới tận cửa chỉ đường cho bọn hắn. Biết chứ? Phạm Tú Phương gật đầu, tuy nhiên, nơi đó rất nguy hiểm, nếu không chú ý sẽ chết, hai vị chắc chắn muốn đến đó không? Tất nhiên, người dẫn đường đi. Quan điểm của Ninh Nhụy Nhụy về vấn đề sinh tử từ trước đến nay khá hở hứng, chưa kể còn có Hạ Thiên ở bên, nàng thực sự không cần lo lắng về vấn đề ấy. Một chút do dự lóe lên trong mắt Phạm Tú Phương, rồi nàng cắn răng, được, vậy ta sẽ đưa hai vị đến đó. Có lẽ khi đó ta có thể giúp hai vị một chút chuyện nhỏ. Khi đi đường, rất thích hợp hỏi một chút thông tin, Ninh Nhụy Nhụy cũng không lãng phí thời gian đấy, đến lối đi đó mất bao lâu. Cũng không mất nhiều thời gian, đi bộ khoảng nửa tiếng đấy. Phạm Tú Phương không cần suy nghĩ mà trả lời trực tiếp. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, lại hỏi, người còn biết gì nữa về nhà họ Viên gì kia không? Nhà họ Viên sao? Biểu cảm trên khuôn mặt Phạm Tú Phương có chút nghiêm túc, thật ra ta cũng không biết nhiều, chỉ nghe nói là gia tộc ấy có bề dày lịch sử, nội tình phong phú, bên ngoài sáng thì có hai nhánh ở Kinh Thành và dòng chính thì ở thành phố Quế, nhưng lại ngấm ngầm rắc rối đan xen, tộc nhân khắp thiên hạ.
Nhắc đến nhà họ Viên ở Kinh Thành, Hạ Thiên miễn cưỡng có một chút ấn tượng, thuận miệng nói, nhà họ Viên ở Kinh Thành có phải có một tên ngốc tên là Viên Thế Hoàng không? Là gia chủ hay là gì đó? Phạm Tú Phương ngơ ngác, có vẻ như nàng chưa bao giờ nghe nói, ta không rõ, ta chỉ nhớ gia chủ nhà họ Viên ở Kinh Thành chữ lót chắc là Hiển, nhưng cháu trai của hắn chữ lót dường như là thế. Vị Phạm tiểu thư này mắc kẹt ở đây 30 năm trước, ta cũng từng nghe đến cái tên Viên Thế Hoàng kia, bây giờ cũng mới ngoài 30 tuổi nhỉ, nàng làm sao biết được. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, bắt đầu phàn nàn Hạ Thiên, người nghĩ đây là bên ngoài sao? Có mạng, có điện thoại di động, chuyện gì chỉ cần tra cứu là tìm ra được. Hạ Thiên không nhìn được lắc đầu, tiểu muội chân dài, cô vẫn ngốc nghếch như vậy, không trở nên thông minh hơn chút nào cả. Ta kém thông minh chỗ nào? Ninh Nhụy Nhụy khó chịu nhất là bị người khác nói nàng ngốc nghếch, điều đó hoàn toàn không đúng, ta nói gì sai sao? Nữ nhân ấy bị mắc kẹt ở đây hơn 30 năm, nhưng Viên Thiên Chính thì không có. Hạ Thiên uể oải, hơn nữa, tên tu tiên đần độn kia, còn có nhà họ Viên gì đó, mấy năm gần đây chắc có phái người đến đây, nàng hoàn toàn có thể tìm hiểu về thế giới bên ngoài từ những người khác. Hạ tiên sinh thật sự đã nói đúng. Phạm Tú Phương đồng ý với hắn, giải thích ngay lập tức, lưu lại dưới đây 30 năm, ta không chỉ gặp lại những người trong quá khứ, mà còn có những người mới đến đưa tin vài năm một lần. Trong không gian đáy biển nhỏ bé này, là một hệ sinh thái xã hội hoàn chỉnh gần như đã được hình thành, chỉ là ta không hứng thú lắm với những tin tức từ bên ngoài. Ninh Nhụy Nhụy cau mày suy nghĩ, những người đó phí sức lực lớn như thế, đến tột cùng là bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự có kho báu dưới đáy biển sao? Nói xong, nàng lại lắc đầu, nhưng dựa trên thông tin hiện tại, nhà họ Viên chắc không thiếu tiền mới đúng. Ta nghĩ mục tiêu cuối cùng của nhà họ Viên chắc là khám phá ra bí mật của tầng cuối cùng ở cung điện dưới nước này. Phạm Tú Phương từ tốn nói. Tầng cuối cùng, Ninh Nhụy Nhụy hỏi, có thứ gì à? Phạm Tú mang lắc đầu, không ai biết có gì ở tầng dưới cùng, có thể tiền bối tu tiên kia biết. Nhưng hắn cũng không nói cho ai biết. Và lại đến bây giờ, đừng nói đến tầng cuối cùng, ngay cả tầng áp chót vẫn chưa bị công phá. Sao ngươi biết? Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được hỏi một câu. Phạm Tú Phương cũng không giấu giếm, cười nói, chỉ cần hai vị lên tầng tiếp theo, hai vị sẽ biết cả thôi. Ngươi từng đến tầng tiếp theo rồi à? Ninh Nhụy Nhụy phát hiện khi nữ nhân kia nói đến tầng tiếp theo, đôi mắt của nàng lóe lên vài lần, ở đó có gì? Hạ Thiên cười hì hì xen vào, tiểu muội chân dài, cô còn phải hỏi à, tất nhiên là có người ở dưới rồi. Ta biết có người, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt với hắn vừa nói, ngoài con người, khẳng định còn có thứ khác, giống như dòng sông ở tầng trên, đan dược ở tầng này. Bây giờ, Phạm Tú Phương hét lên, thậm chí trực tiếp đổi chủ đề, hai vị nhìn kìa, phía trước là con đường xuống tầng dưới. Hở, Ninh Nhụy Nhụy ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cảnh tượng trong mắt khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó. Đợi nàng muốn mở to mắt ra nhìn kỹ hơn, cơn mệt mỏi dữ dội lại ập đến, cơ thể nàng đột nhiên trở nên không thể chống đỡ được. Nàng đã sắp ngã xuống. Tiểu muội chân dài, cô quả nhiên vẫn cần phải ngủ. Hạ Thiên vươn tay ôm Ninh Nhụy Nhụy, cười hì hì nói, không sao đâu, cô cứ ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh trông cô. Nàng thực sự cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ này, nhưng đáng tiếc là nàng vẫn không thành công, đành phải nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hạ tiên sinh, Ninh tiểu thư bị sao vậy? Trên mặt của Phạm Tú Phương lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng lo lắng hỏi thăm. Hạ Thiên lườm nữ nhân ấy, khó chịu nói, nếu không phải ta muốn để tiểu muội chân dài ngủ một giấc, người cảm thấy chút mẹo nhỏ ấy của mình sẽ hiệu quả sao? Phạm Tú Phương sửng sốt. Bối rối nhìn hắn, Hạ tiên sinh, ngươi nói như thế là có ý gì, sao ta không hiểu gì cả. Phiền nhất là những kẻ có trí thông minh thấp như các ngươi, giả thần giả quỷ không hiệu quả đã bắt đầu giả vờ ngu ngốc. Mặt của Hạ Thiên đầy vẻ khinh thường, nếu tên ngốc nhà ngươi thích giả vờ ngốc, vậy ta sẽ khiến ngươi ngốc thật. Phạm Tú Phương thấy Hạ Thiên lấy ngân châm ra, sợ tới mức lùi mấy chục mét, vẻ mặt cảnh giác nói, ta chắc chắn là không để lộ bất kỳ sơ hở nào mới đúng. Sao ngươi lại phát hiện được? Ngươi không có sơ hở, ngươi chỉ là ngu ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được mà thôi. Hắn trả lời. Chương 2087. Hạ độc hương mười mấy dặm.
Ngươi mới ngốc đến mức không có thuốc chữa. Phạm Tú Phương hung tợn trừng mắt với Hạ Thiên một cái, mặc dù ta rất cảm ơn các ngươi vừa rồi đã cứu ta nhưng nhiệm vụ của ta là giết các ngươi, ta sẽ không quên chuyện này. Tay trái của Hạ Thiên ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy đang mê man, uể oải nói, ngươi đã xấu thì thôi, lại còn không có đầu óc, nếu ngươi muốn chết như thế, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ha ha, Hạ Tiên Sinh, khi nào loại người kiêu ngạo như ngươi mới có thể thay đổi một chút đây? Phạm Tú Phương lắc đầu cười nhạo, nói với Hạ Thiên, ngươi có thể làm tổn thương lão đại của ta, lại có thể giết chết Viên Thiên Chính. Những chuyện ấy đã thực sự chứng minh ngươi rất mạnh, nhưng như thế thì sao? Phạm Tú Phương vừa nói chuyện vừa tiện tay lấy từ trong ngực ra một viên thuốc rồi ném vào miệng, một lúc sau, cánh tay bị gãy của nàng lại mọc dài ra. Nhưng ngươi đã quên mất đây là nơi nào? Ánh mắt Phạm Tú Phương nhìn Hạ Thiên đã thay đổi, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một con người. Nếu là người, như vậy sẽ thật sự không có khả năng đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Ở đây có vô số đan dược nên tìm một hai để đối phó ngươi thực ra là việc không thể đơn giản hơn. Sắc mặt của hắn không thay đổi nói, ta là thần y đệ nhất thiên hạ, ngươi dùng đan dược gì cũng đều vô dụng với ta. Không thể vô dụng được, rõ ràng là ngươi đang chột dạ. Đôi mắt nhỏ dài của Phạm Tú Phương hơi híp lại, ngươi càng nói như vậy càng nói rõ thuốc có thể có tác dụng, chỉ là liều lượng chưa đủ nhiều mà thôi. Cái tên xấu xí này, nghĩ như thế nào đó là chuyện của ngươi. Hạ Thiên uể oải ngáp một cái, bây giờ, ta chỉ muốn tìm một chỗ ngủ với tiểu muội chân dài. Ta không rảnh lãng phí thời gian ở đây với ngươi, ngươi tự mình đi đâu chết hay muốn ta ra tay. Hôm nay, ngươi mới là người chắc chắn sẽ phải chết. Phạm Tú Phương hừ lạnh một tiếng rồi chỉ vào Hạ Thiên nói, đi ra hết cho ta, hãy để cho vị thần y đệ nhất thiên hạ này được mở mang một chút kiến thức về sức mạnh của những viên đan dược kia. Vừa dứt lời thì xung quanh hiện ra ba bóng người, mỗi người đều mặc một bộ quần áo bó sát, đầu đội mũ rộng vành, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Phạm Tú Phương lại lùi lại vài bước, đứng vào hãng ngũ với ba bóng người kia, sau đó từ trong túi áo lấy ra đan dược, đồng thời ném về phía Hạ Thiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, chú ý đừng để hắn chạy thoát. Phạm Tú Phương thấp giọng nhắc nhở ba người còn lại. Một nữ nhân trong số ba người kia cười nói, không trốn khỏi được đâu, trước đó chúng ta đã điểm mê thần hương trong phạm vi mười mấy dặm quanh đây rồi. Mê thần hương ấy chuyên dùng để đối phó với người tu tiên. Các ngươi chuẩn bị đưa nam nhân kia đến chỗ lão đại đi là vừa. Một nam nhân hơi mập nhìn thấy thân hình của Ninh Nhụy Nhụy thì không khỏi thèm nhỏ dãi. Nước miếng cũng không kiềm chế được mà ứa ra. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên mập mạp này một cái, tên ngốc, ngươi chán sống rồi à? Ngươi sắp là người chết rồi, nên tích lũy khẩu đức đi. Tên mập đội mũ rộng vành liếc nhìn Hạ Thiên một cái, sau đó quay đầu nhìn Phạm Tú Phương, Phương tỷ, ngươi nói thế nào? Phạm Tú Phương bất mãn nói, ngươi đúng là quỷ đói sắc, nhưng không quan trọng. Tu vi của Ninh Nhụy Nhụy không cao. Không có giá trị gì, tặng cho ngươi chơi đùa cũng không sao cả. Ha ha, vậy ta cảm ơn Phạm tỷ. Tên mập đội mũ rộng vành nở nụ cười hèn hạ, hắn nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy không chớp mắt, hôm nay bản gia ta nhất định phải hưởng thụ thật tốt, a. À. Tên mập đội mũ rộng vành nói được nửa câu thì đột nhiên trợn to hai mắt, từ thân dưới chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt, giống như vừa có thứ gì đó nổ tung. Bang! Sau đó, cả người tên mập bay lên. Khuôn mặt của tên mập đó trượt dài trên đất xa hàng chục mét, nằm không nhúc nhích. Ngươi còn có thể cử động được. Phạm Tú Phương là người đầu tiên hoàn hồn, vừa đề phòng vừa trừng mắt Hạ Thiên, ngươi hít mê thần hương lâu như vậy, đáng lẽ ngươi đã sớm không thể cử động được mới đúng. Hắn uể oải nói, nếu ngươi thích ngửi mùi hương kia như thế, vậy thì ta cho ngươi ngửi là đủ rồi. Nhanh, giúp ta ngăn hắn lại. Phạm Tú Phương cảm thấy có chút không ổn. Liên tục lùi nhanh về phía sau rồi quát lên với hai người còn lại, đưa hết đan hương cho hắn dùng, ta không tin hắn thật sự là bách độc bất xâm. Hai người còn lại cũng nhận thấy Hạ Thiên rất khó đối phó. Vừa nghe thấy lời nói của Phạm Tú Phương, bọn hắn lập tức ném mười mấy hai mươi viên đan dược màu hồng về phía Hạ Thiên. Sau khi ném ra ngoài, viên thuốc ấy sẽ trực tiếp phát nổ trong một hai giây rồi hóa thành một làn sương mù màu hồng phấn. Sau đó sương mù bám vào người, thấm qua da thịt khiến người ta mê man.
Cho dù là người tu tiên hay người bình thường đều có thể nín thở nhưng không thể đóng lỗ chân lông. Bất kể là ai, chỉ cần bị thứ này dính vào sẽ chắc chắc trúng chiêu, đây chính là chỗ lợi hại của mê thần hương. Ba, ba, ba. Sau loạt tiếng nổ vang liên tiếp, thân ảnh của Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đều bị bao phủ bên trong màn sương hồng. Phạm Tú Phương đang lui về phía sau thì lập tức dừng lại, nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, lần này chắc là có hiệu quả rồi. Chắc chắn có hiệu quả. Nữ nhân kia nói một câu với vẻ tự tin, sau đó nhìn Phạm Tú Phương rồi nói, lần này, chúng ta đã tiêu hao không ít hàng tồn. Ngươi nhớ xin lão đại cho nhiều một chút, bồi thường chúng ta thật tốt. Phạm Tú Phương gật đầu, không thành vấn đề, thời gian là gần được rồi. Các ngươi đi kéo hai người bọn hắn ra ngoài rồi đưa tới cho lão đại xem. Để ta tới cho, tên lùn cười, lập tức lao vào trong đám sương mù màu hồng phấn, chưa tới hai giây đã hét thảm một tiếng, a. À. Phạm Tú Phương kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Trong sương mù không ai trả lời, sự im lặng khá đáng sợ. Chẳng lẽ đan hương kia thực sự vô hiệu đối với tên nhóc kia? Nữ nhân còn lại có chút lo lắng nhìn Phạm Tú Phương. Chương 2088, làm sao có thể? Không thể nào, Phạm Tú Phương lắc đầu, sắc mặt của nàng bình tĩnh nói, vị đại nhân kia đưa cho chúng ta một quyển sách nhỏ phân biệt đan dược, trong đó ghi lại rõ ràng tác dụng của mê thần hương, cho dù tu vi đến phân thần kỳ cũng không có cách nào tránh khỏi loại đan hương độc như ôn dịch này. Cho dù tên nhóc ấy có lợi hại hơn nữa, chắc chắn không thể là người tu tiên đạt đến hợp thể kỳ chứ. Tất nhiên là ta không phải là hợp thể kỳ. Hiện tại, một giọng nói uể oải vang lên, ta có thể tạo ra mấy người tu tiên độ kiếp kỳ chỉ bằng một châm, còn hợp thể kỳ nho nhỏ đã tính là gì? Nữ nhân đó bị giọng nói đột nhiên vang lên này dọa đến mức hồn phi phách tán, bỗng dưng ném hết tất cả đan dược độc hương từ trên người ra ngoài, ném mạnh về phía giọng nói phát ra. Bang, bang, bang. Lại mấy chục tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt làn sương mù đủ mọi màu sắc lan ra ngoài, trong không khí tràn ngập đủ loại mùi thơm kỳ lạ. Khụ khụ khụ, Ninh Nhụy Nhụy đang ngủ cũng bị cỗ mùi này làm cho ngạt thở, không khỏi ho nhẹ. Hạ Thiên sửng sốt một chút, nhận thấy kế hoạch ôm Ninh Nhụy Nhụy ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay của mình đã tan vỡ, hắn khó chịu nói, lần này hai đứa ngốc các ngươi chết chắc rồi. Ngươi mới chết, à, nữ nhân kia vừa nói chuyện ngay lập tức bị đá bay, đi làm bạn cùng với tên mập lúc trước. Phạm Tú Phương cả kinh, đột nhiên xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang ôm Ninh Nhụy Nhụy xuất hiện không xa phía sau nàng. Rốt cuộc các ngươi là ai? Phạm Tú Phương vô cùng kinh ngạc, vị đại nhân kia tuyệt đối không lừa ta. Mê thần hương chắc chắn có hiệu quả, làm sao các ngươi lại? Người xấu xí, trí nhớ còn không được tốt lắm nha. Hạ Thiên cười hì hì nói, ta là thần y đệ nhất thiên hạ, rốt cuộc chỉ có người rất ngốc như ngươi mới có thể dùng thủ đoạn này đối với ta. Phạm Tú Phương không khỏi rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân. Khi nào thì y thuật của một người có thể đạt đến trình độ như vậy, ngay cả hương độc nhắm vào người tu tiên cũng có thể giải trừ được. Xem ra ta thực sự chưa đủ thông minh, Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Phạm Tú Phương. Hiển nhiên là nàng đã đoán được nguyên nhân khiến mình mê man trước đó, vậy mà lại tin tưởng loại người như ngươi. Phạm Tú Phương lạnh nhạt nói, Ninh tiểu thư, ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể trách ngươi đã cảnh giác quá thấp. Phạm tiểu thư, ta thật sự hối hận vì nghĩ ngươi là người tốt. Vậy mà ngươi lại đối xử với ta như này. Trong ánh mắt của Ninh Nhụy Nhụy thoáng qua một tia lãnh lẽo, nếu đã như thế, vậy ngươi đừng trách ta. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Phạm Tú Phương dần dần bình tĩnh lại, nhưng các ngươi muốn mạng của ta, e là sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Nhụy Nhụy phát lạnh, thật sao? Vậy để ta xem thử, ngươi lợi hại bao nhiêu? Vừa nói xong, nàng vừa tiến lên một bước về phía trước, ngay giây tiếp theo nàng đã đến trước mặt Phạm Tú Phương, cùng lúc đó đôi chân dài của nàng như một cây roi hung hăng đá vào hông của nàng ta. Ngoài dữ liệu là, lần này Ninh Nhụy Nhụy đá hụt, Phạm Tú Phương kia trực tiếp tản ra thành một đám sương mù. Ninh tiểu thư, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Giọng nói của nàng ta loáng thoáng vang lên trong sương mù, ta đã ngây ngốc ở trong tầng không gian này 30 năm rồi, ta cũng nghiên cứu rất kỹ những viên đan dược này. Ngươi muốn giết ta, e là nằm mơ giữa ban ngày rồi.
Ninh Nhụy Nhụy nhìn khắp xung quanh, tầm mắt của nàng bị che khuất bởi những màn sương mù hoặc dày hoặc nhạt kia, thậm chí còn không nhìn rõ được phạm vi 10 mét trước mặt, vì vậy nàng đành phải hướng về phía Hạ Thiên nói, lưu manh đáng ghét, nàng ta trốn đi đâu rồi? Ngươi hỏi hắn cũng vô dụng thôi. Phạm Tú Phương cười rất ngông cuồng, cho dù hắn biết ta đang ở đâu cũng không thể bắt được ta. Hạ Thiên không thèm đếm xỉa tới, tùy tùy tiện tiện mà chỉ về một hướng, Ma Lem kia ở nơi đó. Ninh Nhụy Nhụy theo phương hướng Hạ Thiên chỉ, một cước bay đạp tới. Ha ha ha, cười chết ta mất. Phạm Tú Phương vô cùng tự đắc, trong màn sương này, nàng thật sự như cá gặp nước, không ai có thể tìm ra chân thân của nàng, xem ra Hạ Thiên cũng chả có gì đặc biệt, thế mà hắn lại chỉ về một hướng sai, a. À. Ninh Nhụy Nhụy tung cú đá vào giữa không trung, đạp trúng ngay mặt Phạm Tú Phương. Bang! Nàng ta lăn ra ngoài như một quả bóng da, toàn bộ khuôn mặt đều nổ tung, ngũ quan hoàn toàn mất hết. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra? Phạm Tú Phương hoàn toàn bối rối, ta rõ ràng không có ở nơi đó, tại sao ta lại xuất hiện ở đó chứ? Nếu ngươi không đoán ra được thì đừng nghĩ nữa. Đó là chuyện bình thường đối với kẻ ngốc, ngươi không cần phải tự ti. Hạ Thiên cười hì hì, lúc đầu ta còn muốn xem ngươi có thể để cho tiểu muội chân dài yên tĩnh ngủ một giấc đến lúc nào, sau đó mới định tùy tiện giết ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại đánh thức tiểu muội chân dài, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ninh Nhụy Nhụy thúc giục nói, đừng nhiều lời với nàng ta nữa, nói không chừng nàng ta lại sắp làm ra mấy con yêu bướm gì đó đấy. Vì ngươi thích mùi hương của mấy viên đan dược đó như vậy. Hạ Thiên lấy ra ngân châm rồi chậm rãi đi về phía Phạm Tú Phương, vậy thì ngươi hãy tự mình hưởng thụ thật tốt những thứ lung ta lung tung trong làn sương mù này đi. Mấy châm vừa đâm xuống, Phạm Tú Phương cảm thấy toàn bộ linh khí trong cơ thể nàng đột nhiên tiết hết ra ngoài. Hơn nữa thể chất đã được rèn luyện với đủ loại đan dược trong hơn 30 năm qua cũng ngay lập tức tan rã, một nỗi sợ hãi khó tả ập đến trong lòng nàng. Không, ngươi đừng làm như vậy, ta cầu xin ngươi, ta sai rồi. Phạm Tú Phương quỳ xuống trước Hạ Thiên, trong miệng không ngừng hét lên, ta có thể đưa cho các ngươi tất cả đan dược của ta có thể nói cho các ngươi tất cả những chuyện mà ta biết, tuyệt đối không có chút nào giấu giếm, xin các ngươi hãy bỏ qua cho ta. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ có hứng thú với những việc ấy, còn Ninh Nhụy Nhụy đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng đối với nữ nhân kia. Sau khi thu châm, Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy nhẹ lướt đi, cũng không thèm nhìn lại Phạm Tú Phương. Phạm Tú Phương đứng dậy muốn rời đi, nhưng đáng tiếc nàng hoàn toàn không có linh lực nên chỉ có thể chạy giống như người thường, còn chưa đi được hai bước đã bị làn sương độc do chính mình ném ra nuốt chửng. Chương 2089 Bách Thiên Lang, Vân Tiên Đại Lục, phía Bắc Vân Châu. Thời tiết lúc này cũng không tệ, trời quang mây tạnh. Hạ Lãnh đứng trước cửa sổ, sắc mặt của hắn không thay đổi về phía xa xăm, đáng tiếc tầm nhìn của hắn luôn bị rừng cây rậm rạp che khuất, xuyên qua kẽ lá cũng chỉ có thể nhìn thấy những dãy núi cao lớn dài vô tận, giữa những cành cây thấp thoáng bóng huyết hầu tử qua lại. Một ngày trước, hắn bị đuổi khỏi Ngự Tiên Tông, đang định đi dạo xung quanh một vòng. Trong khi hắn suy nghĩ thêm một chút xem bước tiếp theo nên đi như thế nào thì tình cờ gặp được Phong Thiên Linh, người đã mất đi chỗ dựa và cũng bị đuổi ra ngoài. Thế là hắn quyết định làm bạn đồng hành, trước tiên đưa tiểu cô nương này trở về nhà đã rồi lại nói sau. Không lâu sau khi khởi hành, bọn hắn gặp phải một đám huyết hầu tử, chúng đã cưỡng ép dẫn bọn hắn đến nơi đây. Nếu như Hạ Lãnh đoán không sai, đây chắc là địa giới của Vân Đài Phong. Nhưng chủ nhân mời bọn hắn tới vẫn chưa xuất hiện. Thiếu chủ, người có muốn liên hệ với Lam Kinh bên kia không? Từ trước đến nay, Cơ Cửu Cửu vẫn luôn là người trầm ổn, chỉ qua một đêm mà hắn cũng không kiềm chế được. Hạ Lãnh khoát tay, thản nhiên nói, người đó đang cố tình gạt chúng ta sang một bên. Chắc chắn chúng ta làm chuyện gì cũng đều dưới sự quan sát của hắn, cho nên tốt nhất cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi. Nhưng, chúng ta cắt đứt thư từ như thế. Liệu các chủ mẫu có lo lắng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tú Nhi đầy vẻ phiền muộn, nhưng trong miệng lại không ngừng đút lấy một loại quả trắng như ngọc. Chuyện đó, ánh mắt của Phong Thiên Linh đang ngồi ở bên kia cũng tràn đầy hoảng sợ, ta nghe nói yêu quái ăn thịt người. Bọn hắn sẽ không đem chúng ta làm lương thực cho mùa đông chứ? Hạ Lãnh liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng trấn an nói, bây giờ còn lâu mới đến mùa đông, nếu thật sự muốn ăn chúng ta,
vậy trước tiên phải mang chúng ta đi ướp gia vị thật ngon, như vậy mới có thể bảo quản thức ăn đến mùa đông. Ướp, ướp gia vị. Trong đầu tiểu cô nương lập tức tưởng tượng ra hình ảnh không tốt, khuôn mặt nhỏ tái đi vì sợ hãi. Tiêu Tú Nhi vươn tay ôm lấy Phong Thiên Linh đang run rẩy, trừng mắt nhìn Hạ Lãnh, công tử, tại sao ngươi lại hù dọa tiểu Linh Nhi? Ta không có dọa nàng ấy. Hạ Lãnh khẽ nheo mắt lại, trong đình viện cách đó không xa thực sự mơ hồ nhìn thấy được những người đang bị ướp thành chuỗi thịt khô. Các ngươi nên cẩn thận kỹ một chút, dù sao chỗ này cũng không phải là nhà. Lúc này, có người đẩy cửa vào, cười lớn nói, ha ha ha, lời nói kia của Hạ công tử có chút làm tổn thương người khác rồi. Từ trước đến nay, ta vẫn luôn đãi khách rất chu đáo, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác giống như ở nhà sao? Người tới mặc một bộ trường bào màu xanh, dáng người cao lớn, khuôn mặt cũng có chút đẹp trai, nhìn qua khoảng 35-36 tuổi. Điều kỳ lạ chính là cánh tay trái và chân phải của hắn đều trong trạng thái thành bộ xương khô, nhìn có chút đáng sợ. Hạ Lãnh nhíu mày, người này gọi hắn là Hạ công tử, hiển nhiên là đã biết thân phận thực sự của hắn, nhưng hắn lại không biết đối phương có lai lịch gì. Hai người Phong Thiên Linh và Tiêu Tú Nhi cùng ôm nhau thu mình vào một góc phòng. A Cửu, rót trà. Hạ Lãnh liếc nhìn Tiêu Tú Nhi một cái, hắn không thể làm gì khác hơn là đành phải phân phó A Cửu đi lên hầu hạ. A Cửu đáp dạ rồi sẽ rót một chén trà cho khách nhân và Hạ Lãnh, hắn chỉ rót đầy 8 phần chén. Nam nhân áo xanh chậm rãi ngồi xếp bằng, vừa cười vừa nói, gia giáo của Hạ công tử thật sự rất tốt, người rất khác phụ thân của mình. Ngươi là ai? Trong lòng Hạ Lãnh hơi run lên, người đưa ta tới nơi này có mục đích gì? Người đó nhất định không đơn giản, dù sao biết được thân phận của hắn cũng không tính là quá khó, nhưng người biết cha hắn, trừ phi cũng đến từ địa cầu, nếu không chắc không thể biết được. Người muốn nói chuyện như thế này sao? Nam nhân áo trắng đưa tay chỉ ba người A Cửu, Hạ công tử không phiền nếu bọn hắn nghe sao? Hạ Lãnh không nói gì, chỉ hướng về phía A Cửu gật đầu. A Cửu lập tức ngẩn hiểu, hắn dẫn Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, đứng bên ngoài canh cửa. Thủ hạ của ngươi không tệ, nếu không thì tặng ta làm bảo vệ đi. Nam nhân áo trắng thuận miệng nói. Đừng nói mấy lời vô vị như vậy. Hạ Lãnh cũng chậm rãi ngồi xuống, ngươi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề đi. Nam nhân áo trắng vẫn cười nói chỉ vào Hạ Lãnh, ngươi và phụ thân của ngươi thật sự không giống nhau. Ngươi từng gặp hắn, Hạ Lãnh hỏi. Không có, nam nhân áo xanh thẳng thừng lắc đầu. Hạ Lãnh không biết rốt cuộc người này là thật hay giả, lòng phòng bị càng tăng mạnh hơn. Ngươi không cần căng thẳng như vậy, ta cũng không có ác ý với ngươi. Nam nhân áo xanh khẽ cười một tiếng, ngược lại, nói đúng ra, ta còn từng giúp phụ thân của ngươi và những thê tử của hắn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Hạ Lãnh vẫn còn chưa hiểu rõ lắm nội tình của người ấy, nên tự nhiên sẽ không tiếp chiêu lời nói của hắn. Nam nhân áo xanh nhấp một ngụm trà đặc. Ung Dung nói, trước tiên ta sẽ tự giới thiệu mình. Tại hạ là Bách Thiên Lang, tên hiệu là Thiên Lang Yêu Tiên, có lẽ Hạ công tử cũng từng nghe nói tới chuyện xưa của ta rồi. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Hạ Lãnh khẽ giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên. Thiên Lang Yêu Tiên Bách Thiên Lang, hắn thực sự đã nghe cái tên ấy từ những mẫu thân của mình. Dù là Nguyệt Thanh Nhã hay Dạ Ngọc Mị cũng đã kể cho hắn nghe chuyện về người đó. Đặc biệt là 12 năm trước. Các nàng đã đạt được một giao dịch với Bách Thiên Lang, hợp lực ở cả hai bên địa cầu và Thiên Vân Đại Lục để ám sát Vấn Thiên Quân. Chương 2090. Vấn Thiên Quân chưa chết. Bách Thiên Lang vừa cười vừa nói, đúng là ta đã chết một lần, bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng nói của Hạ Lãnh vẫn lạnh lùng như cũ. Đúng là có chuyện, Bách Thiên Lang gật đầu, 12 năm trước. Ta đã giao hẹn với Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị. Ở Vân Tiên Đại Lục bên này, ta sẽ chặn đánh Vấn Thiên Quân để cho các nàng tranh thủ thời gian. Hạ Lãnh cắt ngang lời của Bách Thiên Lang, câu chuyện ấy ta nghe qua rất nhiều lần rồi, không muốn nghe lại lần nữa, ngươi nói thẳng vào vấn đề mấu chốt đi. Ha ha, cũng không có kiên nhẫn giống như nhau. Bách Thiên Lang thản nhiên cười, cũng được, ta sẽ nói thẳng. Trước kia... Ta thực sự đã chặn đánh Vấn Thiên Quân một khoảng thời gian nhưng cũng không lâu lắm, chỉ 2 tháng mà thôi. Tuy nhiên, Vấn Thiên Quân lại đến tận nửa năm sau mới đi đến địa cầu,
người hiểu ý của ta không? Ta không hiểu, Hạ Lãnh lắc đầu. Bách Thiên Lang bất lực giang hai tay ra rồi nói, vậy thì ta cũng đành chịu. Ta nói thẳng a, ta muốn ngươi tạo một đường liên lạc để ta trò chuyện suôn sẻ với Nguyệt Thanh Nhã và các nàng ấy. Vậy thì ngươi trực tiếp đi Lam Kinh tìm các nàng ấy đi. Hạ Lãnh lạnh lùng nói, Đảo Thần Tiên cũng ở bên đó. Không được, Bách Thiên Lang yên lặng nhìn Hạ Lãnh, các nàng ấy đang bị theo dõi, ta không thể trực tiếp gặp được các nàng ấy. Bị ai theo dõi? Hạ Lãnh có chút hoài nghi, dù sao thì phần lớn tu vi của những mẫu thân kia đều đã đến độ kiếp kỳ, có thể nói là khinh thường sự tồn tại của toàn bộ Tiên Vân Đại Lục, ai lại dám đi trêu chọc các nàng. Bàn luận chuyện đó với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Bách Thiên Lang bỗng nhiên đứng dậy, chỉ cần ngươi giúp ta nói với các nàng ấy một câu là được rồi, chuyện còn lại ta và các nàng sẽ nói sau. Hạ Lãnh hỏi, lời gì? Có thể Vấn Thiên Quân vẫn chưa chết. Sắc mặt Bách Thiên Lang có vẻ nghiêm trọng nhìn Hạ Lãnh, chính là câu nói này. Địa cầu, ở cung điện dưới đáy biển. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đi đi lại lại giữa Đan Dược Sơn vô tận trong 1-2 giờ đồng hồ, nhưng vẫn không tìm được đường lên tầng tiếp theo, hơn nữa Đan Dược Sơn dã mà bọn hắn gặp phải ngày càng khổng lồ. Lưu Manh đáng ghét, không phải ngươi nói là sẽ có người chủ động dẫn đường cho chúng ta ư, chúng ta đã đi 7-8 vòng rồi. Ninh Nhụy Nhụy nhìn Đan Dược Sơn rộng lớn mà có chút bực bội, hơn nửa ngày rồi chúng ta chưa gặp phải người nào, muốn hỏi đường cũng không được. Tiểu muội chân dài, cô đừng lo lắng. Hạ Thiên cười hì hì nói, cứ từ từ đi nhất định sẽ có đường. Ninh Nhụy Nhụy liếc mắt nhìn Hạ Thiên một cái, tức giận nói, vậy ngươi nói cho ta biết đường ở đâu. Ngay ở chỗ đó, Hạ Thiên chỉ tay về một hướng, tiểu muội chân dài, chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao? Ninh Nhụy Nhụy đi theo hướng của Hạ Thiên chỉ, nàng chỉ thấy một ngọn núi Đan Dược Sơn rất cao, nhìn qua ít nhất phải cao đến 50-60 mét. Ngọn núi kia là ngọn núi cao nhất ở đây, làm gì có đường? Ninh Nhụy Nhụy tràn đầy nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, Lưu Manh đáng ghét, ngươi không đùa ta chứ? Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta không đùa cô nha, chúng ta cứ đi thẳng qua đó, không thì có đường sao? Ngươi coi mình là Lỗ Tấn à? Ninh Nhụy Nhụy hơi tức giận, liếc mắt nói, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Tiểu muội chân dài, vậy nên tên họ Lỗ ấy thông minh hơn cô nhiều. Hạ Thiên cười hì hì nói, đúng là nói một câu rõ ràng rồi. Họ của người ta là Chu, không phải họ Lỗ. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, người có thời gian thì đọc sách đi, đừng làm như người mù chữ, Lỗ Tấn mà cũng không biết. Lỗ Tấn tên thật là Chu Thụ Nhân. Hạ Thiên uể oải nói, ta biết hắn làm gì, ta lại không giao tiếp với hắn, người biết không được sao. Ninh Nhụy Nhụy không biết nói gì, nhưng suy nghĩ một chút cũng hiểu được, với tính cách ấy của hắn, để hắn đi đọc sách là hoàn toàn không thực tế, bởi vì hắn thật sự không có hứng thú chút nào. Thôi vậy, chúng ta đi tìm đường trước đã. Ninh Nhụy Nhụy thở dài, không muốn nói đến chủ đề này nữa. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy nói, tiểu muội chân dài, ta nói rồi, đường đi ngay ở phía trước. Ta không muốn trèo đèo lội suối nữa. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, mặc dù bây giờ thể lực của nàng là vượt xa vận động viên hàng đầu trong nước. Nhưng cứ đi bộ không mục đích như vậy thực sự làm cho người khác rất bực bội. Cô không cần phải trèo núi. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó siết chặt nắm đấm, dùng sức đấm mạnh vào ngọn núi Đan Dược Sơn kia. Bang! Một tiếng vang thật lớn, ngọn núi rung chấn dữ dội. Vô số đan dược bị đánh bay bắn tứ phía, nhìn giống như mưa sao băng đang rơi xuống. Bang, bang! Hạ Thiên lại đánh ra hai cú đấm. Mưa ngày càng mau và nặng hơn, may mà Ninh Nhụy Nhụy không phải người bình thường, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị đan dược đang bay khắp bầu trời đánh cho thành cái sàng. Chỉ chốc lát, ngọn đan dược sơn kia bị nổ thành hai nửa, phần lớn đan dược cũng bị chấn động thành mảnh vụn. Ở khoảng giữa đống cặn thuốc để lại một con đường có thể chứa 2-3 người đi song song. Tiểu muội chân dài, bây giờ đã có đường rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên quay lại Ninh Nhụy Nhụy bên cạnh, hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười hì hì nói. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy thường thấy thao tác này của Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy thực sự thần kỳ khi nhìn thấy lại lần nữa. Đầu óc của tên lưu manh chết bầm đó mãi khác biệt như vậy. Bây giờ đã có đường tắt. Tất nhiên không ai cần phải đi đường vòng nữa.
Tốt lắm, Ninh Nhụy Nhụy gật đầu. Hai người vừa mới đi không bao xa, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng tức giận gào thét, con rùa đen khốn khiếp nào dám phá hủy đan sơn của ta. Ninh Nhụy Nhụy quay đầu lại thì nhìn thấy một nam nhân trung niên mặc đạo bào màu xanh lam đang trợn mắt nhìn chằm chằm nàng và Hạ Thiên, chính là hai danh con các ngươi đã phá hủy bao năm tích lũy của đạo gia ta. Ngươi nói con đường này sao, là do ta đánh ra đó. Hạ Thiên gật đầu thừa nhận. Quả nhiên lại là các ngươi, vậy thì đi chết đi. Đạo sĩ áo lam tức giận xông lên máu, hắn rút kiếm chém về phía Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút kỳ quái, tính khí của vị đạo sĩ này cũng quá nóng nảy rồi, một người không hợp là muốn giết người. Hơn còn quá sớm để rút kiếm chém người ở cách xa hắn ít nhất 40 mét. Giây tiếp theo, nàng không còn cảm thấy lì lạ nữa. Bởi vì trong nháy mắt thanh kiếm kia đã dài ra 3, 40 mét, mũi kiếm đâm thẳng đến trước mặt nàng, như thể muốn đâm thủng con ngươi của nàng vậy. Cũng may Hạ Thiên phản ứng rất nhanh. Hắn ôm Ninh Nhụy Nhụy mau tránh ra ngoài. Hạ Thiên trừng mắt nhìn đạo sĩ áo lam, tên ngốc này, người muốn chết đúng không? Thật sự là có một thanh kiếm dài 40 mét nha. Ninh Nhụy Nhụy sống sót sau tai nạn không khỏi cảm khái một câu. Chương 2091, đạo sĩ áo lam. Bớt nhiều lời, các ngươi hủy đi đan dược sơn ta thu thập nhiều năm, tội ấy phải chết. Đạo sĩ áo lam đang bực bội. Trong đôi mắt tràn đầy ý định giết người, hôm nay không bồi thường đan dược cho ta, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Hạ Thiên chẳng hề để ý nói, những đan dược đó đều không có gì để dùng, phá hủy thì phá hủy, có gì ghê gớm đâu. Lẽ nào lại đơn giản như vậy? Áo lam đạo sĩ tức giận đến bốc khói, đại đao trong tay lại chém ra ngoài lần nữa, giống như tung ra con rằn dài màu trắng, trong nháy mắt thân đao kéo dài 3-40 mét, hướng tới Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy, thân hình lại lóe lên, tránh sang 50 mét hơn. Vị đạo trưởng này, trước tiên ngươi đừng động thủ, có chuyện gì đều dễ dàng thương lượng. Ninh Nhụy Nhụy vội vàng hô lên với vị đạo sĩ kia, chúng ta không biết đó là do ngươi cực khổ thu thập, còn tưởng rằng đây là đan dược sơn không có chủ, cho nên mới. Cho nên cái rắm, nơi này đan núi cao độ đều là giống nhau, chỉ có đỉnh núi cao nhất này của ta, điều này còn có thể nhìn lầm sao? Đạo sĩ áo lam chỉ vào bọn hắn, các ngươi hoặc là ở lại làm nô lệ của ta, cho đến khi thu thập đan dược đến độ cao ban đầu, hoặc là các ngươi trực tiếp đi chết đi. Hai cách ta đều không chọn, trực tiếp xử lý ngươi không được sao? Hạ Thiên bất mãn chừng đạo sĩ kia, những đan dược rác rưởi kia không hề có một chút tác dụng, chỉ có đồ đần như ngươi thích thu thập mà thôi. Đạo sĩ áo lam không ngừng cười lạnh, chỉ vào Hạ Thiên, rất tốt, 100 năm qua. Ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy, tiểu tử, nói tên ra. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy một màn này rất thần kỳ, thế mà Hạ Thiên mắng người ta là bệnh thần kinh, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, ngươi tại trong mắt người bình thường cũng là bệnh nhân tâm thần sao? Ta chưa bao giờ ra tay giết loại người vô danh, đạo sĩ ao làm thu lại trường đao, đây chính là Lưu Vân Thiết nhận ta bỏ ra thời gian 60 năm, dùng mấy vạn viên kiếm hoàn mới tạo ra được. Chết dưới đao này, ngươi có thể lưu tên vào sử sách. Tên kém thông minh ngươi thật nhàm chán. Hạ Thiên lười biếng đánh ngáp, đáng tiếc đao này nhìn qua thì lợi hại, thật ra không có tác dụng chút gì. Vẻ mặt cao lãnh của đạo sĩ áo lam ngưng đọng trong nháy mắt, ý muốn giết người lại đầy lên lần nữa, khẩu khí thật lớn, vậy sẽ cho ngươi thử sự sắc bén của Lưu Vân Thiết nhận của ta, a. À. Đạo sĩ áo lam như nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, trực tiếp hét ra chiêu số của hắn. Sau đó vừa nhấc chuôi đao. Hiu! Một âm thanh vang dội, thứ màu trắng ở trên mặt đất đã biến thành một lưỡi đao thẳng trong nháy mắt, đâm về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng tại chỗ không hề động đậy, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào đạo sĩ áo lam kia. Thân lưỡi đao dài 40 mét giống trường xà tầng tầng cuốn lấy Hạ Thiên, gấp gáp co vào, bỗng nhiên xoắn lại một phát, trực tiếp quấn chặt Hạ Thiên, xé hắn thành mảnh vụn. Ha 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 ha! Khoe khoang khoác lác, còn tưởng là nhân vật gì, nghĩ không ra ngay cả một chiêu của ta đã tiếp không nổi. Đạo sĩ áo lam thở dài, không ngừng lắc đầu, quay đầu nhìn Ninh Nhụy Nhụy, còn lại ngươi, ngươi muốn ở lại làm nô lệ của ta, hay là thịt nát xương tan giống hắn? Ninh Nhụy Nhụy khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói, vị đạo trưởng này, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện,
một chiêu vừa nãy của ngươi đánh hụt sao? Đánh hụt, đạo sĩ áo lam khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, tuyệt đối không thể, Lưu Vân Thiết Nhận của ta không thể đánh hụt được, cũng không có ai có thể trốn khỏi đuổi bắt của nó, trừ khi. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì Hạ Thiên đã xuất hiện ở trước mắt hắn, sau đó. Đạo sĩ áo lam bị Hạ Thiên đạp bay, nặng nề đập vào trên cây, cái gọi là Lưu Vân Thiết Nhận cũng rớt xuống trên mặt đất. Đao của ta, các ngươi không được phép cướp đao của ta. Đạo sĩ áo lam xoay người đứng lên, lăn một vòng nhào về phía chuôi đao, vững vàng bảo hộ nó ở dưới thân, đây là tâm huyết 60 năm của ta, các ngươi ai cũng không thể cướp đi. Ninh Nhụy Nhụy phát hiện, bản thân đạo sĩ áo lam ấy như một người bình thường, không phải là người tu tiên, không có võ công, đoán chừng chỉ dựa vào duy nhất cây đao kia. Hạ Thiên lười biếng nói, ta không có hứng thú với cái đao rách của ngươi. Thật sự, đạo sĩ áo lam nửa tin nửa ngờ Hạ Thiên, không phải các ngươi lạt mềm buộc chặt chứ. Chúng ta thật sự không có nửa điểm hứng thú với cây đao đó của ngươi. Ninh Nhụy Nhụy nghiêm túc nhìn đạo sĩ áo lam, việc vừa rồi hủy đan dược sơn của ngươi, không phải là cố ý, đơn giản là hiểu lầm. Thôi thôi, đạo sĩ áo lam ôm đao, thất hồn lạc phách nói, cuối cùng cũng là ta thua. Ngoại trừ cây đao đó, các ngươi muốn cái gì đều lấy đi đi, ta sẽ không phản lại các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy không hiểu hỏi, đạo trưởng, có phải ngươi hiểu lầm cái gì không? Thật sự chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Không cần phải giả bộ đâu. Đạo trưởng áo lam chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt có chút bi tráng, không phải các ngươi thu thập bảo bối 100 năm của lão đạo sao, đều giấu ở dưới chân núi, đường đã thông, đồ ở nơi đó, các ngươi sẽ không lấy đi chứ? Tiểu muội chân dài, cô đừng để ý đến hắn, não người đó có vấn đề. Hạ Thiên không thèm để ý đạo sĩ kia, về bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy, tự nhiên khoác tay lên ngang hông của nàng. Ninh Nhụy Nhụy thông cảm cho đạo sĩ áo lam này gặp tai bay vạ gió, tuy Hạ Thiên hành động vô tâm, nhưng dù sao cũng đã hủy núi đan người ta góp nhặt cả trăm năm. Chương 2092, lại bị chặn đường. Ta có thể hỏi một chút, người thu thập nhiều đan dược như vậy. Cuối cùng muốn làm gì sao? Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được hiếu kỳ, vẫn hỏi ra. Đạo sĩ áo lam đáp, đương nhiên là tinh luyện linh khí trong đó, luyện chế thần đan tuyệt thế, sau khi sử dụng trực tiếp phi thăng thành tiên, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đồ ngu ngốc, người mơ mộng quá rồi. Hạ Thiên hơi khinh thường, trên thế giới này căn bản không tồn tại loại đan dược ấy, hơn nữa ngoại trừ ta. Cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể để thăng tu vi người khác trong nháy mắt. Đạo sĩ áo rõ ràng không thể nào tin Hạ Thiên được, chỉ là suy nghĩ khổ cực thu thập đan dược sơn đã không còn, lười nói gì đó. Đạo trưởng, hắn là thần y, đối với phương diện đan dược này, chắc chắn hắn sẽ không nói lung tung. Ninh Nhụy Nhụy thay Hạ Thiên giải bày, dùng nhiều thời gian vô ích để thu thập đan dược, còn không bằng đi thử những phương pháp khác xem. Đạo sĩ áo lam có chút không thích nói, các ngươi biết cái gì, nhưng ta là người theo môn phái đan dược, luyện chế phi thăng đan là bí pháp môn phái chúng ta đời đời truyền lại, không thể nào là giả. Ninh Nhụy Nhụy biết khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ là hỏi thêm một câu, mới vừa rồi không phải ngươi hiểu lầm chúng ta là người nào khác chứ? Đúng vậy, gần đây có một nhóm người, luôn ngấp nghé bảo bối lão đạo thu thập trăm năm này, thường xuyên dùng đủ loại thủ đoạn đến đây thăm dò. Đạo sĩ áo lam có chút nhức đầu nhíu chân mày một cái, cũng được, hôm nay gặp các ngươi, ta tặng những vật kia cho ngươi là được. Điều đấy không cần, Ninh Nhụy Nhụy khoát tay cự tuyệt, ngươi vẫn tự mình giữ đi. Ta không thể giữ được, cũng không muốn canh chừng tiếp. Đạo sĩ áo lam lắc đầu, ta nhìn ra, hai người các ngươi là người tu tiên chân chính, rất có thủ đoạn, nếu như các ngươi không muốn, có thể giữ bảo vật dùm ta được không? Một ngày kia... Nếu các ngươi có thể ra ngoài, giúp ta đưa đến núi Trung Nam không? Ninh Nhụy Nhụy không trực tiếp đáp ứng, chỉ là vừa cười vừa nói, sao ngươi xác định chúng ta có thể đi ra? Lão đạo không xác định các ngươi có thể ra ngoài hay không, nhưng mà ta không ra được. Đạo sĩ áo lam thở dài, cúi đầu với Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, làm ơn giúp lão đạo chuyện này. Trong lòng Ninh Nhụy Nhụy còn nghi ngờ, không dám tùy tiện đáp ứng, nên nói thế nào? Bởi vì hắn sống không được mấy ngày nữa, Hạ Thiên thuận miệng nói. Đạo sĩ áo lam kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, xem ra vị tiểu tiên sinh này đúng là thần y,
thời gian của lão đạo không còn nhiều, vốn định đánh cược lần cuối trong mấy ngày nay, nếu như có thể luyện thành công phi thăng đan trong truyền thuyết, tất cả đều dễ nói. Không thể mà nói, vậy thì chỉ có thể. Không phải ở đây có rất nhiều đan dược kéo dài tính mạng sao? Ninh Nhụy Nhụy nhớ tới lần trước gặp phải bọn người Viên Văn Ngạn, hình như bọn hắn sống được rất lâu. Đạo sĩ áo làm cười khổ một tiếng, 100 năm lão đạo bị nhốt ở chỗ này. Đúng là đan dược ở nơi đây có thể kéo dài tính mạng, nhưng cũng có hạn chế, đó chính là công dụng giảm dần từng năm, đến 100 năm, vậy thì hoàn toàn vô dụng. Đại khái Ninh Nhụy Nhụy có thể hiểu được sự nóng nảy của đạo sĩ áo lam vừa nãy, cây cỏ cứu mạng bị người ta phá hủy, nổi lên sát tâm thì có thể hiểu được. Cho nên, các ngươi có thể thay lão đạo hoàn thành tâm nguyện cuối cùng được không? Đạo sĩ áo lam trịnh trọng làm một đại lễ với Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, lão đạo cầu các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy không nhìn được người ta cầu mong giúp đỡ, huống chi là một lão đạo sĩ sắp chết, thế là gật đầu một cái, được, ta đáp ứng ngươi. Lão đạo rất mang ơn hai vị, đạo sĩ áo lam lại cúi đầu, lập tức chạy chậm đến chỗ xa, lấy ra một cái bao vải màu xanh, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Ninh Nhụy Nhụy, nếu các ngươi muốn, lão đạo tặng vật này cho các ngươi. Nếu như không muốn, vậy thì giúp lão đạo đưa tới núi Trung Nam, nói tiểu đệ tử Cát Canh Phong thẹn với lời dạy bảo của tổ sư. Ninh Nhụy Nhụy nhận bao vải, nghiêm túc đáp, nhất định sẽ đưa đến. Được, các ngươi đi đi. Đạo sĩ áo lam hít sâu một hơi, nâng người lên, vuốt chuôi đao, vốn định tặng đao này cho các ngươi, đáng tiếc ta vẫn không nỡ, muốn giữ nó làm vật bồi táng duy nhất của lão đạo. Xin hai vị thứ lỗi. Nói nhảm còn chưa xong sao? Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn được nữa, cái đao rách kia tự ngươi giữ thì giữ lại thôi, cho chúng ta cũng trực tiếp ném đi. Đạo sĩ áo lam chắp tay, còn chưa biết tên hai vị ân nhân. Cho lão đạo ở dưới suối vàng có thể phù hộ các ngươi một hai phần, xem như có ý báo ân. Ta tên là Ninh Nhụy Nhụy, hắn là Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp nói tên ra, báo ân gì đó coi như xong, lúc trước chúng ta thật sự hủy đi tia hy vọng cuối cùng của ngươi. Hy vọng xa không với tới, phá vỡ cũng tốt. Đạo sĩ áo làm cảm khái lắc đầu, ta có thể không có vướng víu mà đi, xin mời hai vị, lão đạo không tiễn xa. Ninh Nhụy Nhụy bái đạo sĩ áo lam một cái, bây giờ, mới quay người chậm chậm rời đi với Hạ Thiên. Đi hơn một giờ, đan dược sơn bị phá hủy dần dần biến mất trong tầm mắt, vài bóng người từ mỗi nơi chui ra, chặn đường đi Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Hai vị chớ vội đi, đứng ở giữa đường chính là nữ nhân quần màu lục tóc dài tới eo, cười nhẹ nói, đầu tiên để lại đồ vật lấy được từ chỗ lão đạo sĩ đi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng hỏi lại, nếu ta không làm. Vậy càng dễ làm, nữ nhân mặc váy màu xanh nói với mấy người khác, giết người, lấy đồ vật. Chương 2093, những người kỳ dị. Ninh Nhụy Nhụy nghe nói như thế, không giật mình một chút nào. Loại xáo lộ này đã gặp qua vô số lần, không biết là Hạ Thiên có loại hấp dẫn trời sinh với loại người đặc thù như vậy, vẫn nhìn nàng bắt nạt tốt hơn. Luôn có loại người tự tin mê luyến đến tìm phiền phức. Một câu không hợp liền giết người, thật đúng là không có kiên nhẫn. Ninh Nhụy Nhụy nhìn nữ nhân mặc váy màu xanh kia, nhưng, các ngươi thấy nhất định sẽ giết được ta sao? Thứ lão đạo sĩ đưa cho các ngươi, chúng ta chắc chắn phải có được. Nữ nhân mặc váy màu xanh lộ vẻ mặt ý vị thâm trường, cho nên giết được muốn giết, giết không được cũng muốn giết, hà tất phải nói nhiều lời nhảm chứ. Ninh Nhụy Nhụy cười cười, lạnh nhạt nói, vì sao ngươi không thử nói ra câu nhờ vả thật lòng, nói không chừng lòng ta mềm ra liền trực tiếp đưa cho các ngươi. Ngươi đã nói ra câu ấy, nếu ta không thử một lần, sao lại phụ ý tốt của ngươi được? Trong mắt nữ nhân mặc váy màu xanh tràn đầy vẻ hài hước, rõ ràng không có đem coi những lời Ninh Nhụy Nhụy nói ra gì, chỉ là thích mỉa mai trả treo. Nữ nhân mặc váy màu xanh dừng một chút, vừa cười vừa nói, như vậy. Vị tiểu thư xinh đẹp này, người nguyện ý trả đồ lão đạo sĩ đưa cho ngươi không? Trả cho ngươi, Ninh Nhụy Nhụy bắt được từ có ý khác, ý của ngươi, đồ vật trong bọc này là của ngươi sao? Nữ nhân mặc váy màu xanh gật đầu, không sai, vốn là của ta, chỉ là trước đó bị lão đạo sĩ kia cướp đi. Như vậy, bên trong có cái gì, ngươi có thể trả lời được không? Ninh Nhụy Nhụy vuốt bao vải, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân mặc quần màu xanh lá. Thật ra nàng chưa có mở ra nhìn xem,
cũng không biết bên trong có cái gì, bây giờ chỉ là gạ hỏi một chút đối phương mà thôi. Vị tiểu thư này, sao người phải làm loại chuyện vô vị chứ? Nữ nhân mặc váy màu xanh ra vẻ lắc đầu bất đắc dĩ, ngoan ngoãn giao đồ vật ra, sau đó bình an rời đi, đây không phải rất tốt sao? Ninh Nhụy Nhụy cất bao vải vào, vừa cười vừa nói, vậy vật ấy không phải là của ngươi, ngại quá, không thể cho ngươi. Ôi, thực sự hao tổn tâm trí. Nữ nhân mặc váy màu xanh thở dài thật sâu, ngươi nhìn một chút, đây không phải là muốn chúng ta ra tay sao? Vừa nói xong, bỗng nhiên nữ nhân mặc váy màu xanh đạp nhẹ một bước về phía trước, là giày cao gót nện trên mặt đất, phát ra âm thanh cộc cộc, chợt nhẹ chợt nặng mà truyền vào trong lỗ tai Ninh Nhụy Nhụy. Vậy, ta sắp tới rồi, hai vị cẩn thận. Nữ nhân mặc váy màu xanh cười nhẹ nói với Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, một bên chậm rãi tới gần hai người bọn hắn, cước bộ dao động, có loại cảm giác bước chân có quy luật kỳ lạ. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Âm thanh nện trên mặt đất càng ngày càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, cẩn thận phân biệt lại cảm thấy thanh âm này vốn ở bên trong tai. Thời gian dần qua, âm thanh nhiều lên, giống như có hàng trăm hàng ngàn người nhảy điệu nhảy clack kít ở trong đầu. Một giây sau, Ninh Nhụy Nhụy đã thấy nữ nhân mặc váy màu xanh kia thật sự chia ra mấy trăm phân thân, mỗi một người đều đạp bước chân theo quy luật kỳ lạ, từng bước đến gần nàng. Giả thần giả quỷ, coi ta đánh ngươi nằm sấp dưới đất. Ninh Nhụy Nhụy ở lâu với Hạ Thiên, cũng rất chán ghét người khác cố ra vẻ thần bí, cơ thể lóe lên liền liền xông ra ngoài, bay tới đạp một trong nữ nhân mặc váy màu xanh ở trong đó. Nữ nhân mặc váy màu xanh kia lập tức bay ngược ra ngoài, tan thành một làn khói nhẹ. Hả? Ninh Nhụy Nhụy nghi ngờ do dự kêu một tiếng, vừa rồi nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân mặc quần màu xanh lá, mặc dù đằng sau xuất hiện mấy trăm ảo ảnh. Nhưng nàng đã sớm phong tỏa chân thân, nhưng một cước vừa rồi lại đạp xa, nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Còn là lần đầu tiên ta ở trước mặt người xa lạ dùng chiêu này, có chút khẩn trương đó. Giọng của nữ nhân mặc váy màu xanh cũng lơ lửng không cố định, xem ra quả thật ngươi có chút thực lực, khó trách thái độ sẽ cứng rắn mạnh mẽ như vậy, chỉ tiếc. Hồng nhan bạc mệnh, ngươi sẽ chết ở chỗ này ngay lập tức. A ha ha ha. Tiếng cười liên tiếp chợt xa chợt gần vang lên ở bên tai Ninh Nhụy Nhụy, làm lòng nàng nổi lên cảnh giác, nàng liều mạng nghĩ những thứ này âm thanh tống ra đầu, đáng tiếc tác dụng không lớn. Bỗng dưng nữ nhân mặc váy màu xanh xuất hiện ở sau lưng Ninh Nhụy Nhụy, cười nhẹ vẩy lên mép váy, lại có đạo hàn quang đâm vào sau lưng Ninh Nhụy Nhụy. Đánh lén cũng không phải thói quen tốt gì, Ninh Nhụy Nhụy xoay eo tung người vọt lên, đầu dưới chân trên đứng giữa không trung. Khẽ vươn tay đặt lên đỉnh đầu nữ nhân quần màu lam cút sang một bên cho ta. Sau khi hạ xuống, Ninh Nhụy Nhụy thuận thế vứt nữ nhân mặc váy màu xanh ra ngoài. Ha ha ha, có ý tứ. Quả nhiên nữ nhân mặc váy màu xanh bị ném ra ngoài lại hóa thành một làn khói nhẹ, vậy thì tăng độ khó cho ngươi như thế nào đây? Chúng ta còn thời gian, có thể chậm rãi chơi. Nói như vậy, bước đi của nữ nhân mặc váy màu xanh trở nên nhanh hơn rất nhiều. Âm thanh lộc cộc càng thêm mãnh liệt, làm cho Ninh Nhụy Nhụy bực bội không thôi. Anh chàng đẹp trai này, tình huống bây giờ bạn gái của ngươi không ổn, ngươi không có định đi cứu nàng sao? Trong đó một phân thân của nữ nhân mặc váy màu xanh lặng yên tới gần Hạ Thiên, hay là nói, căn bản ngươi định quăng nữ nhân này, chuẩn bị kết giao người mới. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không thích nói chuyện với nữ nhân xấu xí, tốt nhất ngươi cách ta xa một chút. Nếu không thì ta đã đánh ngươi. Ngươi mới xấu. Nữ nhân mặc váy màu xanh giận tím mặt, quát Hạ Thiên, xem ra ngươi cũng là thứ nam nhân cặn bã. Nhìn nữ nhân mình chịu khổ như vậy mà lại thờ ơ. Ta không cần ra tay. Hạ Thiên nhếch miệng, với chút bản lĩnh đấy của ngươi, còn chưa phải là đối thủ của tiểu muội chân dài. Thực sự là thứ triệt để cặn bã, ngay cả mượn cớ đều chẳng muốn tìm, chỉ là muốn tỉ tỉ ta giúp ngươi giải quyết nàng thôi. Nữ nhân mặc váy màu xanh cười nhạo Hạ Thiên không thôi, vậy ta liền. Á! Lời còn chưa nói hết, cả người liền bị đạp bay ra ngoài. Chương 2094. Bắt được điểm yếu. Có điều gì là lạ? Ninh Nhụy Nhụy về tới bên cạnh Hạ Thiên, có chút bực bội nói, cái âm thanh lẹt xẹt này quá ma tính, ta thật sự muốn cởi giày cao gót của nàng ta. Chắc chắn không thích hợp. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Lời biếng nói, tiểu muội chân dài,
chẳng lẽ cô không phát hiện căn bản nữ nhân kia không mang giày sao? Không mang giày, Ninh Nhụy Nhụy sững sờ, không khỏi nhìn lại dưới chân nữ nhân mặc quần màu xanh lá, quả nhiên ở giữa mép váy chuyển động lộ ra hai chân trơn bóng, vậy âm thanh ấy phát ra như thế nào? Giọng nói nữ nhân mặc váy màu xanh lạnh dần, được rồi, không chơi với các ngươi nữa. Giải quyết hai người các ngươi trước, sau đó đi tìm lão đạo sĩ kia tính chuyện. Vô số âm thanh cộc cộc, bỗng nhiên tập hợp lại một chỗ, giống đem lợi dùi đâm vào trong lỗ tai Ninh Nhụy Nhụy, còn chui vào trong đại não, làm cho nàng đau đến đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, cắn răng khổ sở chống đỡ. Nữ nhân mặc váy màu xanh thừa cơ đi tới trước người Ninh Nhụy Nhụy, mép váy khẽ động, hàn quang lại đâm tới, ngươi có thể chết. A! À, bỗng nhiên luồng hàn quang kia bị người ta nắm được, không cách nào tiến thêm. Ngươi nói có thể lấy mạng ai? Ninh Nhụy Nhụy nở nụ cười, trên mặt không có vẻ đau đớn không chịu nổi, thật sự cho rằng chút mánh khóe kia của ngươi thì có thể giết ta sao? Trong mắt nữ nhân mặc váy màu xanh lộ ra vẻ khó tin, làm sao ngươi biết? Ta không cần biết, Ninh Nhụy Nhụy mắt lạnh nhìn nữ nhân mặc quần màu xanh lá, có một tên lưu manh từng nói, hết thảy đồ vật giả thần giả quỷ là bởi vì thực lực không đủ. Hạ Thiên ở bên cạnh nghe những lời này, không khỏi nhíu mày, tiểu muội chân dài thực sự gợi đòn, lại dám vụng trộm châm chọc mình. Nếu như ngay từ đầu ngươi dùng chiêu này, có thể ta sẽ trúng chiêu, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi hành động lộ ra việc lòe loẹt như vậy, ngược lại là vẽ thêm chân cho rắn. Ninh Nhụy Nhụy dừng một giây, nhìn đồ vật đang nắm lấy trong tay, a, cũng không đúng lắm, vốn ngươi có nhiều hơn vài chân, không cần thêm. Chỉ thấy Ninh Nhụy Nhụy vuốt lưỡi đao thanh kiếm trong tay, sắc bén vô cùng. Mà lưỡi đao thanh kiếm này lại sinh trưởng trên đầu gối nữ nhân mặc quần màu xanh lá, dài như bắp chân, bình thường dán vào bên trong bắp chân nên căn bản không nhìn ra, đợi đến lúc đi lại, mũi kiếm chạm đất sẽ phát ra âm thanh cộc cộc. Ngươi muốn thế nào? Nữ nhân mặc váy màu xanh cau mày, thay lão đạo sĩ kia giết ta sao? Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp bẻ gãy lưỡi đao chui kiếm này, ném xuống đất, ta không có đam mê giết người, cũng không có hứng thú quan tâm việc vớ vẩn của các ngươi. Đồ vật ở trên tay ngươi, không muốn quan tâm việc vớ vẩn, vậy ngươi không nên tiếp xúc. Nữ nhân mặc váy màu xanh thu hồi chân dưới váy, các ngươi cho là lão đạo sĩ kia là người tốt lành sao? Hắn là người tốt hay là người xấu, ta không có hứng thú để biết. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thẳng vào mắt đối phương, như việc ngươi là ai, ta cũng không có hứng thú để biết. Nữ nhân mặc váy màu xanh đối mặt với Ninh Nhụy Nhụy hơn nửa ngày, hừ lạnh một tiếng, được. Gặp nhau ở ngọn núi kia, chúng ta đi thôi. Lục tỷ, vật kia chúng ta phải cầm về, nếu không. Lão đạo sĩ kia rất âm hiểm, bỏ lỡ cơ hội lần này, thật sự không có lần sau. Chúng ta cùng nhau tiến lên, không tin đánh không thắng hai người bọn hắn. Ta nói đi, các ngươi nghe không hiểu sao. Nữ nhân mặc váy màu xanh quát to lên một tiếng, trong nháy mắt đè nén những người khác. Chờ một chút, lúc này... Bỗng nhiên Hạ Thiên mở miệng gọi nữ nhân mặc váy màu xanh bọn hắn lại, tiểu muội chân dài không truy cứu đám kém thông minh các ngươi nhưng ta chưa không có nói các ngươi có thể đi. Nữ nhân mặc váy màu xanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, sắc mặt lạnh lẽo, có ý gì, ngươi còn định giữ nhóm ta lại hay sao? Ta không có hứng thú với đám đần như các ngươi. Mặt mũi Hạ Thiên tràn đầy khinh thường, nhưng, đồ của tiểu muội chân dài các ngươi phải để lại. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nữ nhân mặc váy màu xanh trợn mắt chừng Hạ Thiên, đừng cho ta thật sự sợ các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhỏ giọng hỏi, ngươi gọi bọn hắn làm gì, sẽ không muốn xử lý bọn hắn chứ? Tiểu muội chân dài, chẳng lẽ cô không phát hiện túi xách tay của cô đã bị trộm sao? Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, cảm giác người bạn gái này ở một phương diện khác thật sự vô cùng chỉ độn. Không có, Ninh Nhụy Nhụy lấy tay sờ một cái. Phát hiện bao vải còn, lấy ra đung đưa trước mặt Hạ Thiên, ngươi xem, không phải thứ này luôn ở đây sao? Nữ nhân mặc váy màu xanh lạnh lùng chừng Hạ Thiên, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Không được, Hạ Thiên có chút khó chịu nói, tiểu muội chân dài có trí thông minh rất thấp, nhưng ta không ngốc, hơn nữa còn là người thông minh nhất thiên hạ, những kẻ đần như các ngươi không nên thấy có thể lừa được tiểu muội chân dài, thì sẽ chắc chắn có thể lừa được ta. Trên thế giới này, không ai có thể lừa ta được. Thật là không nói lý lẽ.
Nữ nhân mặc váy màu xanh mắng một câu, chúng ta đi thôi, không cần để ý tên thần kinh này. Á! Phốc, còn chưa nói hết lời, một thanh trường đao trong nháy mắt xuyên thấu qua ngực, trực tiếp đâm xuyên tim nữ nhân mặc quần màu xanh lá. Chương 2095, là quỷ kế của ai? Tiên Vân Đại Lục, cơ triều Lam Kinh, đảo Thần Tiên. Nguyệt Thanh Nhã triệu tập mọi người mở một cuộc họp, nàng đọc một tin tức mà Mộc Hàm truyền tới, nội dung là Hạ Lãnh phái người đưa đến Ngự Tiên Tông. Trong đó nhắc tới hai người còn sống, một người là Thiên Lang Yêu Tiên Bách Thiên Lang, một người khác chính là trưởng môn tiền nhiệm Phiêu Miểu Tiên môn Vấn Thiên Quân. Không có khả năng, Cơ Thanh Ảnh phản ứng kịch liệt nhất, giọng điệu vô cùng chắc chắn nói, Vấn Thiên Quân tuyệt đối đã chết, ta đã tự tay đánh chết hắn, không có khả năng là giả được. Nguyệt Thanh Nhã đương nhiên tin tưởng Cơ Thanh Ảnh, nàng ấy không có lý do gì để nói dối, hơn nữa lúc ấy Hạ Thiên cũng ở tại đó. Nếu như Vấn Thiên Quân thật sự đùa nghịch thủ đoạn gì mà Cơ Thanh Ảnh không chú ý tới, Hạ Thiên cũng sẽ kịp thời bổ đao. Vậy có phải trước khi đến địa cầu, Vấn Thiên Quân đã dự cảm được cái gì đó cho nên để lại một tay không? Kiều Tiểu Kiều không khỏi trầm ngâm. Không có khả năng ấy. Ở chỗ này, người hiểu rõ Vấn Thiên Quân nhất đương nhiên là Nguyệt Thanh Nhã, sư tôn là người phách lối cỡ nào, hắn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thất bại trước bất kỳ ai, cho nên từ trước tới giờ khinh thường chuẩn bị hậu chiêu. Cơ Thanh Ảnh đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác, có khi nào là Bách Thiên Lang đang giở trò xiếc gì không? Chuyện kia rất có khả năng. Diệp Mộng Oánh cẩn thận suy tư một hồi, chậm rãi nói, lúc trước, giữa Bách Thiên Lang và Vấn Thiên Quân từng có một trận chiến, mặc dù chuyện xưa đó đã được lưu truyền rộng rãi, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì chỉ có hai người bọn hắn biết được. Bây giờ, Vấn Thiên Quân đã chết, Bách Thiên Lang có nói như thế nào thì người khác cũng không thể chọc thủng được. Không đúng, Lãnh Băng Băng nghĩ tới một sơ hở trong đó, mấu chốt ở chỗ, tại sao hắn muốn truyền tin tức ấy lại cho chúng ta? Nếu như là giả, chỉ cần chúng ta hơi điều tra một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hơn nữa, hắn cũng không cần đưa ra một lời nói dối có thể bị đâm thủng bất cứ lúc nào như vậy. Liễu Mộng nghe đau cả đầu, không nhịn được nói, mặc kệ hắn muốn giở trò quỷ gì, chúng ta chỉ cần đi qua bắt hắn rồi đánh một trận, chắc chắn hắn sẽ khai ra hết mà thôi. Phong cách hành sự của ngươi càng ngày càng giống với tên tiểu lưu manh kia, đơn giản mà lại thô bạo. Lãnh Băng Băng nhàn nhạt phun tào một câu. Có tác dụng là được rồi. Liễu Mộng bày ra vẻ mặt không sao cả. Nguyệt Thanh Nhã nhàn nhạt nói, trước mắt chúng ta không rõ ràng tình huống bên Bách Thiên Lang là như thế nào, cho nên không thể làm ra phán đoán chuẩn xác được. Có điều tu vi của chúng ta đã là độ kiếp kỳ, lúc trước không sợ hắn, bây giờ thì càng không cần phải sợ. Nếu đã như vậy, Nguyệt tỷ, ngươi nói thẳng chúng ta nên làm thế nào đi. Kiều Tiểu Kiều phụ họa một câu. Mộc Hàm và Mị Nhi ở gần Vân Đài Phong nhất, để các nàng đi tới đó một chuyến đi. Nguyệt Thanh Nhã suy nghĩ một chút, sau đó ra quyết định. Kiều Tiểu Kiều lại hỏi một câu, Hạ Lãnh thì sao? Vẻ mặt của Lãnh Băng Băng hơi chút ngưng lại, nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Hắn là người có chủ ý. Nguyệt Thanh Nhã cười nói, có Mị Nhi và Mộc Hàm ở đó, sẽ không có chuyện rắc rối gì. Lãnh Băng Băng nhẹ nhàng ừ một tiếng, tỏ vẻ không có ý kiến gì về chuyện này. Nhưng bên Nguyệt Tiên Môn đã xảy ra chút vấn đề, cần ít người đi qua hỗ trợ. Nguyệt Thanh Nhã đột nhiên chuyển đề tài, lúc trước nó được gọi là Nhật Nguyệt Tiên Môn, chia làm Nhật Tông và Nguyệt Tông, cũng là tông môn có truyền thừa lâu đời, chỉ là tác phong làm việc vừa chính vừa tà, không được chính đạo thừa nhận. Sau này, Tiểu Mỹ đưa ta đến địa cầu, Vấn Thiên Quân đã tàn sát gần như toàn bộ đệ tử Nhật Tông, hiện giờ chỉ còn lại Nguyệt Tông, cũng chính là Nguyệt Tiên Môn bây giờ. Chuyện đó chúng ta đã biết cả rồi, Nguyệt tỷ mau nói bên kia đã xảy ra chuyện gì đi. Kiều Tiểu Kiều không khỏi lo lắng hỏi, chẳng lẽ là Tống Ngọc Mị và Ninh Khiết xảy ra chuyện gì rồi? Đúng vậy, Nguyệt Thanh Nhã tiếp tục nói, các nàng phát hiện Nguyệt Tiên Môn bỗng nhiên xuất hiện nhiều người tu tiên xa lạ, tu vi đều là phân thần kỳ. Bọn hắn tự xưng là đệ tử của Nhật Tông, nói là muốn trọng trấn Nhật Nguyệt Tiên Môn, cũng không phục người thay mặt trưởng môn là Tống Ngọc Mị. Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt nói, nếu Tống Ngọc Mị phát tín hiệu cầu viện, chứng minh những người kia đã kìm nén không được muốn động thủ. Đúng vậy, để đề phòng có chuyện gì xảy ra, chúng ta nên phái tầm 2 hoặc 3 người đi qua đó hỗ trợ.
Ánh mắt Nguyệt Thanh Nhã nhìn lướt qua những người khác, các ngươi cảm thấy ai phù hợp? Liễu Mộng lập tức nhấc tay, ta muốn đi. Được rồi, người đi đi. Nguyệt Thanh Nhã không từ chối giống như thường ngày, ngược lại đáp ứng rất sảng khoái, chỉ là nói thêm một câu, mang theo Vân Mạn và Ngải Vi Nhi nữa, nếu không ta khẳng định ngươi sẽ chơi đến quên cả trời đất. Liễu Mộng có chút không vui, nhưng rất nhanh nàng nghĩ tới việc mình có thể đi ra ngoài, lập tức hưng phấn trở lại, cũng không ý kiến gì nữa. Địa cầu, cung điện dưới đáy biển, trong không gian đan dược sơn vô tận. Cuối cùng cũng đắc thủ. Một tên đạo sĩ mặc áo lam bước thong thả đi ra từ chỗ tối, nhàn nhã thu hồi trường đao lưu động vào trong vỏ. Nữ nhân mặc váy xanh trừng to hai mắt, vô cùng oán giận nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ kia, ngươi. Đối với trường hợp này, Ninh Nhụy Nhụy cũng khá là bất ngờ, trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Chương 2096, ân oán. Cảm ơn hai vị, nếu không có các người hỗ trợ, có lẽ đến bây giờ lão đạo vẫn chưa chắc tìm được chân thân của nữ nhân này đâu. Đạo sĩ áo lam cười hì hì quay lại cúi người thật sâu với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, chiến đấu với nàng nhiều năm như vậy, đây còn là lần đầu tiên có thể thương tổn nàng ta, thực sự là chuyện hiếm thấy. Hạ Thiên có chút khó chịu, tên ngu ngốc nhà ngươi muốn ăn đòn đúng không, ai bảo ngươi giết nàng ta. Yên tâm, nàng ta còn chưa có chết, tâm trạng của đạo sĩ áo lam rất tốt, chắp tay nói với Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, nếu ngươi có gì muốn nói thì có thể chậm rãi nói với nàng ta. Ta đương nhiên là biết nàng ta không chết, Hạ Thiên trừng mắt với tên đạo sĩ kia, ta chính là thần y, trước khi ta gật đầu, nàng ta có muốn chết cũng làm không được. Đạo sĩ áo lam gật đầu, có chút áy náy nói, như vậy Hạ Tiên Sinh là trách ta tùy tiện động thủ, cắt đứt câu hỏi của ngươi. Chuyện đó lão đạo ta sẽ cho Hạ Tiên Sinh một câu trả lời thỏa đáng, còn mong ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi lợi dụng chúng ta, Ninh Nhụy Nhụy lấy lại tinh thần, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, ánh mắt bất thiện nhìn đạo sĩ kia. Đạo sĩ áo lam thở dài, lại quay sang chắp tay với Ninh Nhụy Nhụy, không còn cách nào khác, lão đạo ta không có bản lĩnh lớn gì, trên người lại ẩn giấu chút bảo bối, lúc nào cũng bị người nhớ thương. Nữ nhân kia nhìn chằm chằm lão đạo không biết bao nhiêu năm rồi, nếu không diệt trừ nàng ta, trong lòng thực sự không yên. Nữ nhân váy xanh che lại miệng vết thương, trợn mắt trừng đạo sĩ áo lam, Cát lão tặc, người thật đúng là đồ không biết xấu hổ. Những lời điên đảo đổi trắng thay đen như vậy mà cũng có thể nói ra được à? Nếu không phải do ngươi thì làm sao chúng ta sẽ bị kẹt ở cái địa phương quỷ quái này chứ? Là do ngươi đoạt đồ vật của chúng ta nên chúng ta không thể ra khỏi đây được. Sở dĩ các ngươi bị vây khốn ở đây đều là do lòng tham lam quấy phá chính các ngươi, nào có liên quan gì tới lão đạo chứ? Đạo sĩ áo lam lắc đầu, thở dài nói, đến nỗi cướp đồ vật của các ngươi, chuyện kia càng là chuyện không có căn cứ. Đạo sĩ áo lam hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với bọn hắn, Hạ Tiên Sinh, Ninh Tiểu Thư, xin lãng phí một ít thời gian của các ngươi. Lão đạo mạn phép kể về ân oán giữa ta và bọn hắn. Không cần, Hạ Thiên lười biếng nói, ta không hề hứng thú chuyện của các ngươi, ngươi muốn nói thì cứ từ từ mà nói, ta và tiểu muội chân dài không rảnh ở đây chơi đùa cùng với các ngươi. Ta thì lại rất muốn nghe một chút, rốt cuộc giữa các ngươi có chuyện xưa gì. Ninh Nhụy Nhụy nhận ra một chút hương vị trong chuyện này, ân oán giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa đạo sĩ áo lam đó cố tình đề cập chuyện này với bọn họ, khẳng định là có dụng ý khác. Hạ Thiên bất mãn bĩu môi, tiểu muội chân dài à, loại cố sự vớ vẩn đấy có gì hay để nghe chứ? Dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi không có chuyện gì mà. Ninh Nhụy Nhụy đã cảm thấy mọi việc không đơn giản, nhưng cũng không có ý định trốn tránh, mà là ở lại lẳng lặng nhìn xem trò hay mới bắt đầu, nghe một chút cũng không sao, coi như là giết thời gian cũng tốt. Tùy cô thôi, Hạ Thiên không sao cả, dù sao lần này hắn chỉ là đi theo Ninh Nhụy Nhụy ra ngoài chơi, nàng muốn làm gì hay đi đâu cũng được, hắn đều sẽ không phản đối, mặc dù hắn cảm thấy rất nhàm chán. Ninh Nhụy Nhụy nở nụ cười nhìn Hạ Thiên, nàng ôm cánh tay của hắn rồi lập tức nói với đạo sĩ áo lam, Cát đạo trưởng, nếu ngươi muốn kể chuyện xưa, vậy thì bắt đầu đi. Tốt, đạo sĩ áo lam cảm kích nhìn Ninh Nhụy Nhụy, sau đó lại nhìn nữ nhân váy xanh. Nói yên tâm, ta đâm một đao ấy cũng không phải là chí mạng, chỉ là muốn làm ngươi an phận một chút. Lão đạo kể xong đoạn chuyện xưa này, chúng ta lại kết thúc tất cả.
Nữ nhân váy xanh đang âm thầm chữa thương, nghe thấy đạo sĩ áo lam đã nhìn thấu mình, nàng đành phải hừ lạnh một tiếng, ra vẻ không thèm để ý. Hơn 100 năm trước, khi đó lão đạo vẫn là một người con cháu làm nghề nông bình thường ở Trung Nam Sơn. Khi đó quốc gia đang gặp nạn, núi sông rách nát, thanh niên trai tráng đều xuống núi đi tòng quân, để lại một đám người già và trẻ nhỏ trông coi một gian đạo quán rách nát, áo cơm khó đảm bảo, thường xuyên chịu đói chịu rét. Đạo sĩ áo lam chậm rãi kể lại chuyện cũ, giọng điệu có chút trầm thấp, cho đến một ngày nọ, có một vị cao nhân tới đạo quán, hắn cho chúng ta ăn, lại dạy chúng ta đọc sách, còn làm chúng ta luyện một môn công pháp, nói là có thể tự vệ trong thời buổi loạn lạc. Ninh Nhụy Nhụy nghe một hồi, thật đúng là cảm thấy câu chuyện này có chút hương vị, bất giác nghe có chút mê mẩn. Hạ Thiên nghe câu chuyện đấy lại không khỏi nhíu mày, hắn có cảm giác như đã nghe qua ở đâu đó rồi, có điều suy nghĩ kỹ một chút lại không tìm được đầu mối, dứt khoát từ bỏ, thừa dịp Ninh Nhụy Nhụy phân tâm, tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng. Vị cao nhân này nhận nuôi rất nhiều cô nhi không nhà để về, toàn bộ đều dàn xếp trong đạo quán, còn cho đạo quán lấy tên là An Tâm Quan. Đạo sĩ áo lam như rơi vào trong câu chuyện, nói rất nhập tâm, trong tất cả những đứa bé ở đó, ngoại trừ ăn ra thì ta hoàn toàn không có thiên phú ở bất cứ phương diện nào, sư phụ cũng không quá yêu ái ta, nhưng mà... Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy bầu không khí lẳng lặng nghe lão nhân nói chuyện xưa rất là không tệ, nhưng nàng phát hiện những gì mà đạo sĩ kia nói chẳng có quan hệ gì tới tình huống trước mắt cả. Lúc đó có hai nam một nữ vô cùng có thiên phú, rất được sư phụ nhìn chúng. Trong đó một nam hài gọi là Lâm Lãng Thiên, cũng chính là phụ thân của vị tiểu thư Lâm Lục Chi này đây. Một nam hài khác gọi là Gia Cát Vấn Thiên. Lúc này, đạo sĩ áo lam lơ đãng liếc nhìn Hạ Thiên một cái, cuối cùng, nữ hài tên là Y Tiểu Âm, nàng là. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hai mắt Hạ Thiên bỗng dưng trừng lớn, hắn nhìn đạo sĩ áo lam không chớp mắt, tên ngu ngốc nhà ngươi dám nói hưu nói vượn nữa, có tin ta đánh ngươi không hả? Chương 2097, ân oán 2. Hạ Thiên chưa từng nghe nói tới người tên là Lâm Lãng Thiên, nhưng hắn vẫn còn có chút ấn tượng với Gia Cát Vấn Thiên, lúc trước hắn ta và nha hoàn Cố Hàm Sương đều là tán tiên, cũng là người sống sót ở trong trận đại kiếp nạn tu tiên giới trăm năm trước. Đáng tiếc sau này tên đó muốn dùng Cố Hàm Sương tới uy hiếp hắn nên bị hắn tiêu diệt, cho nên cũng không cần để ý. Nhưng đạo sĩ áo lam nói ra cái tên thứ ba lại khiến cho hắn khá là khó chịu. Đạo sĩ áo lam không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ tiên sinh, vì sao ngươi lại tức giận như vậy, lão đạo có nói sai gì sao? Vợ y của ta không có khả năng hơn 100 tuổi. Hạ Thiên khó chịu chừng mắt nhìn đạo sĩ áo lam, rõ ràng tên đần nhà ngươi đang nói hưu nói vượt. Y tỷ, Ninh Nhụy Nhụy cũng lộ ra thần sắc nghi ngờ, Cát đạo trưởng. Ta không biết ngươi từ nơi nào biết tên của Y tỷ, nhưng nếu như ngươi dám mưu tính nói xấu nàng ấy, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Mưu tính, đạo sĩ áo lam thoáng có chút kinh ngạc, sau đó lập tức cười nói, Ninh tiểu thư nói đùa, một kẻ hấp hối sắp chết như ta làm gì phải nói dối một thứ rất dễ bị vạch trần như vậy chứ. Ninh Nhụy Nhụy nghĩ thầm cũng đúng, 100 năm trước lão đạo sĩ đó đã bị mắc kẹt ở thế giới dưới đáy biển, đương nhiên sẽ không nhận biết Y tiểu âm. Mà cho dù có kẻ đến sau nói cho hắn rằng có một người như thế, lão đạo sĩ cũng không cần thiết phải lôi Y tiểu âm vào một câu chuyện xưa hơn trăm năm trước để kể cho nàng và Hạ Thiên nghe, dù sao hẳn là không có bao nhiêu người biết mối quan hệ giữa hai người họ và Y tiểu âm. Chẳng lẽ người mà lão đạo này nhắc tới chỉ là người trùng tên trùng họ với Y tỷ? Người xác định tên của nữ hài là Y tiểu âm sao? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi dò hỏi một câu, thật sự không có nói nhầm sao? Đương nhiên rồi, đạo sĩ áo lam gật đầu, âm là âm trong âm dương, tiểu là tiểu trong lớn nhỏ, y là nhất trong một hai, ta không có nói sai. Ninh Nhụy Nhụy vừa nghe được lời kia, suýt nữa tức muốn hộc máu, náo loạn một lúc lâu mới biết hóa ra là khẩu âm gây hiểu lầm, người đó là âm tiểu nhất, không phải y tiểu âm, làm ta sợ đến mức nhảy dựng. Trong tiếng Trung từ y đồng âm với tử nhất, lão đạo nói chính là âm tiểu nhất nha. Đạo sĩ áo lam lộ ra vẻ mặt khó hiểu, các ngươi cho rằng là ai? Ngươi mặc kệ chúng ta nói tới ai, tiếp tục nói chuyện của ngươi đi. Ninh Nhụy Nhụy thoáng trầm tĩnh lại, chỉ cần không liên quan với Y tỷ là được rồi. Bây giờ, Hạ Thiên lại có chút trầm tư,
tự lẩm bẩm, chưa chắc là không hoàn toàn liên quan với vợ y y đâu. Tên lưu manh đáng chết kia, người có ý gì hả? Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn Hạ Thiên, làm sao mà y y tỷ lại có liên quan tới người cách đây hơn 100 năm trước chứ? Mới vừa rồi chính ngươi còn nói nàng ấy không có khả năng hơn 100 tuổi đâu. Tiểu muội chân dài à, đến khi nào thì đầu óc của cô mới có thể thông minh lên một chút hả? Hạ Thiên thuận miệng đả kích Ninh Nhụy Nhụy một câu, sau đó giải thích, người hơn 100 năm trước kia chắc chắn không thể nào là vợ y y, nhưng mà lại có khả năng liên quan đến nàng ấy. Có liên quan gì? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi tiếp tục truy vấn, sau đó chợt nhìn thoáng qua đạo sĩ áo lam và nữ nhân váy xanh, thôi, chuyện đấy lát nữa lại nói, nghe xong lão đạo sĩ này muốn nói cái gì trước đã. Hạ Thiên đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao hắn không gấp gáp, chỉ là nói với đạo sĩ áo lam một câu, người tốt nhất nói nhanh một chút, đừng lại nha lại nhải nói mãi nữa. Tốt, lão đạo lập tức nói ngắn gọn, đạo sĩ áo lam thở dài, cứ như vậy bình bình đạm đạm qua mấy năm, những người như chúng ta tu luyện cũng không có tiến triển gì, sư phụ có chút nóng nảy, thế là hắn đi ra ngoài hơn nửa năm. Lúc trở lại lần nữa, bỗng nhiên làm ra một cử động khiến mọi người vô cùng bất ngờ, hắn phát ra lệnh triệu tập tất cả người tu tiên trong thiên hạ, mời bọn hắn tới Trung Nam Sơn, bảo là muốn thương nghị tương lai của người tu tiên. Nghe đến đó, Hạ Thiên nghĩ tới, hình như hắn từng nghe qua câu chuyện đó ở chỗ của nha hoàn Cố Hàm Sương, chỉ là có một vài chi tiết không giống với những gì lão đạo sĩ nói. Đương nhiên, hắn tự nhiên là tin tưởng 100% cách nói của Cố Hàm Sương. Còn chuyện xưa của lão đạo sĩ này chỉ là nghe một chút mà thôi. Đây là lần đầu tiên Ninh Nhụy Nhụy nghe được những câu chuyện cũ ở thời kỳ dân quốc ít người biết đến, hơn nữa còn có liên quan tới người tu tiên, nghe cũng là có nhiều hứng thú. Khuôn mặt của nữ nhân mặc váy xanh tràn đầy không kiên nhẫn, hiển nhiên sớm đã nghe về đoạn chuyện xưa kia, chỉ là bây giờ bị người quản chế, không dám có chút dị động, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng lắng nghe. Khi đó chiến sự căng thẳng, lại liên quan đến an nguy tồn vong của quốc gia, sư phụ muốn hiệu triệu những tán tu kia liên hợp lại, cùng nhau ra sức vì đất nước. Đạo sĩ áo làm từ từ kể rõ ràng, khuôn mặt hiện lên chút buồn giận, đáng tiếc, những người kia không hiểu dụng tâm lương khổ của sư phụ, còn hiểu lầm sư phụ là muốn nuốt chửng tu vi của bọn hắn, cho nên nhằm vào sư phụ khắp nơi. Hôm đó, sư phụ và những tán tu kia tan rã trong không vui, đến khi màn đêm buông xuống. Không biết vì sao mà bỗng nhiên những tán tu kia lại liên hợp với nhau đánh lén sư phụ. Một hồi đại chiến đi qua, sư phụ chết trận, những tán tu kia cũng tử thương hơn phân nửa, đệ tử An Tâm Quan chúng ta cũng bị giết không ít. Sau này, An Tâm Quan cũng bị những tán tu kia chiếm đoạt, ta và mấy người huynh đệ may mắn sống sót, mang theo công pháp mà sư phụ lưu lại trốn xuống núi. Hạ Thiên nhíu mày, đoạn này khác một trời một vực với phiên bản mà Cố Hàm Sương kể cho hắn. Cái này khiến hắn có chút không vui. Cát lão tặc, người nói xong chưa? Nữ nhân váy xanh hoàn toàn mất kiên nhẫn, nói nhảm nửa ngày, rốt cuộc ngươi kể câu chuyện cũ rích này để làm gì hả? Rốt cuộc thì nó có liên quan gì tới chúng ta? Đây cũng câu mà Ninh Nhụy Nhụy muốn hỏi sau khi nghe xong chuyện xưa, lão đạo sĩ này đột nhiên ra tay đánh lén nữ nhân váy xanh, tiếp đó vẻ mặt hòa khí nói muốn kể chuyện xưa, với loại logic hoàn toàn không phù hợp bình thường như vậy. Bên trong chắc hẳn vẫn còn ẩn giấu chút thứ gì đó. Đại sĩ áo làm cười ha ha, đương nhiên là có quan hệ rồi, bởi vì trận đại kiếp nạn tu tiên giới trăm năm trước thật ra là một tuồng kịch do cha của ngươi Lâm Lãng Thiên và Âm Tiểu Nhất bày ra. Chương 2098. Không cần bất luận kẻ nào cho phép. Ngươi đánh giám, nữ nhân mặc váy xanh tức giận trợn mắt nhìn đạo sĩ áo lam, nói cắt lão tặc. Ngươi trộm bảo vật gia truyền của nhà họ Lâm chúng ta thì thôi đi, bây giờ còn dám nhục nhã người cha đã chết của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bảo vật gia truyền của nhà họ Lâm, đó là đồ vật mà sư phụ đích thân giao phó cho ta, chính cha ngươi đã cướp nó từ trong tay của ta. Đạo sĩ áo lam hừ lạnh một tiếng, lúc trước không biết cha ngươi và Âm Tiểu Nhất học lén công pháp tà môn từ nơi nào, có thể cưỡng ép chiếm đoạt tu vi người khác. Cho nên hai người bọn hắn vụng trộm hạ độc những tán tu kia, khiến cho bọn hắn hiểu lầm là sư phụ hạ thủ, sau đó lại cổ động các tán tu đánh lén sư phụ, bọn hắn thì ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nữ nhân mặc váy xanh lạnh giọng nói, khó trách có người nói, ai sống đến cuối cùng thì kẻ đó có quyền lên tiếng. Cha ta chết nhiều năm như vậy,
vị âm tiểu nhất kia cũng mất tích, người nói cái gì thì là cái đó, đến tột cùng chân tướng sự thật như thế nào, ai có thể chứng minh? Không cần chứng minh, đạo sĩ áo lam cũng không để ý lời của nữ nhân váy xanh, lạnh nhạt nói, ta cũng chỉ là nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, trước khi chết nếu không nói ra thì sẽ không thoải mái mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy có chút kỳ quái hỏi, vậy ngươi đi vào nơi đây như thế nào? Bởi vì trên người ta có một chút công pháp bí ẩn mà sư phụ giao phó, vì thế mà bị hai người Lâm Lãng Thiên và Âm Tiểu Nhất truy sát. Đạo sĩ áo lam chậm rãi nói, cũng là ta gặp may mắn, gặp một vị tu tiên tiền bối ra tay cứu giúp, nhưng mà điều kiện chính là làm ta đi một đến nơi tìm giúp hắn vài món đồ. Còn ngươi tới nơi này như thế nào? Ninh Nhụy Nhụy lại nhìn về phía nữ nhân mặc váy xanh, hỏi ra một vấn đề đồng dạng. Nữ nhân mặc váy xanh nói, có người tìm ta nói rằng có tung tích của cửu nhân giết cha, còn nói chuyện ra chi bảo nhà chúng ta cũng ở trong tay kẻ đó, cho nên ta đi theo người nọ tới đây. Quả nhiên đều là kẻ kém thông minh. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, âm mưu đơn giản như vậy mà cũng không nhận ra được, hai người các ngươi đều đáng đời. Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, người biết cái gì rồi? Tiểu muội chân dài, rõ ràng tất cả những chuyện này đều là do vị tu tiên tiền bối kia dở trò quỷ mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì, mặc kệ là đám tán tiên, sư phụ của tên đạo sĩ ngu si này hay là cha của nữ nhân xấu xí kia, tất cả đều bị vị tu tiên tiền bối kia gài bẫy nha. Ninh Nhụy Nhụy ngẩn người, tiếp theo cân nhắc dựa theo ý nghĩ của Hạ Thiên, lại nhìn đạo sĩ áo lam và nữ nhân mặc váy xanh tranh đấu nhiều năm ở cung điện dưới đáy biển này, sau đó nàng không thể không cảm khái suy đoán của Hạ Thiên rất có thể là sự thật. Chuyện ấy không có khả năng, người đang nói hưu nói vượn cái gì hả? Nữ nhân mặc váy xanh không muốn tiếp nhận khả năng này, mắng ầm lên, đây là ân oán giữa hai người chúng ta, ngươi là người ngoài thì biết cái gì chứ? Đạo sĩ áo lam lại là sững sờ một hồi lâu, ánh mắt dần dần từ mê mang trở nên thanh minh, rất nhiều vấn đề mà lúc trước hắn nghĩ mãi không ra thế mà bây giờ lại lập tức được giải quyết dễ dàng, thì ra là thế. Ai nói ta là người ngoài? Hạ Thiên bất mãn trừng mắt nhìn nữ nhân kia, nha hoàn của ta chính là người trong cuộc, nàng ấy đã nói với ta chuyện này rồi. Nữ nhân mặc váy xanh hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi cũng bất quá chừng 20 tuổi. Nha hoàn của ngươi lại có thể lớn tới đâu, sao có thể là người trong cuộc được? Nha hoàn xinh đẹp của ta tên là Cố Hàm Sương, lúc đó cũng bị lừa gạt đến núi Trung Nam. Hạ Thiên nói với vẻ mặt nghiêm túc, nàng chính là người sống sót trong trận đại kiếp nạn gì đó, ngây người ở núi Trung Nam gần trăm năm, 12 năm trước mới bị ta thu nhận làm nha hoàn bên người, hiện tại đã là vợ nhỏ của ta. Cố Hàm Sương, đạo sĩ áo lam gật đầu nói, đúng rồi. Năm đó trong nhóm tán tu xác thật có một người như vậy, nàng tới từ kinh thành, xinh đẹp như một vị tiên tử, lão đạo vẫn còn lờ mờ còn nhớ rõ. Chỉ là lúc ấy hình như nàng đã có vị hôn phu, hơn nữa tu vi của người ấy cũng không thấp. Tên ngu ngốc kia đã bị ta tiêu diệt, Hạ Thiên bâng quơ nói, một tên phế vật, có gì mà thấp hay không thấp. Lúc này, nữ nhân mặc váy xanh lên tiếng, Cát lão tặc, chuyện xưa đã kể xong rồi. Nói thẳng đi. Hiện tại ngươi muốn đối phó ta như thế nào? Ta vốn cho rằng Lâm Lãng Thiên hại sư phụ, ngươi lại muốn cướp đoạt thứ mà sư phụ lưu lại cho ta, lúc này mới nổi lên sát tâm với ngươi. Đạo sĩ áo lam thở dài nói, hiện tại xem ra đây cũng là một chuyện hiểu lầm, ngươi đi đi. Nữ nhân váy xanh cũng không nhớ ơn chuyện này, lạnh lùng nói, ngươi muốn thả ta, nhưng ta lại không có ý định buông tha ngươi. Rốt cuộc thì ngươi vẫn là hung thủ giết cha ta. Ta nhất định phải có được món đồ kia. Ngươi đừng nghĩ tới chuyện này. Hạ Thiên lười biếng nói, bây giờ, nó đã ở trên tay tiểu muội chân dài, như vậy đó chính là đồ vật của tiểu muội chân dài, không ai có thể động vào. Các ngươi muốn nuốt riêng. Nữ nhân váy xanh giận dữ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, cho dù liều cái mạng này thì ta cũng muốn cầm về. Ninh Nhụy Nhụy lạnh nhạt nói, ta không có hứng thú đối với bảo vật gia truyền hay truyền thừa gì đó của các ngươi. Vật này là do các đạo trưởng giao cho ta, để cho ta chuyển giao cho An Tâm Quan, nếu ta đã đáp ứng rồi thì nhất định sẽ thực hiện. Ngươi thực hiện được cái rắm? Nữ nhân mặc váy xanh lạnh giọng lên tiếng, cung điện dưới đáy biển chính là một cái nhà tù, trừ phi vị tu tiên tiền bối kia cho phép, bằng không thì không ai có thể bước ra ngoài. Hạ Thiên khó chịu nói, trên đời này, mặc kệ là địa phương nào, ta muốn tới thì tới,
muốn đi là đi, không cần bất luận kẻ nào cho phép. Chương 2099, trận pháp đi ra ngoài. Hạ Thiên không có nói đùa, nhưng ngoại trừ Ninh Nhụy Nhụy thì không ai tin tưởng hắn. Đạo sĩ Áo Lam không hiểu biết nhiều về hai người bọn hắn, trước đó lựa chọn giao đồ vật cho bọn hắn cũng vì bản thân không còn nhiều thời gian, bên người lại không có ai đáng để tin tưởng, mà thực lực của bọn hắn biểu hiện ra ngoài khá mạnh để cho hắn sinh ra một tia hy vọng. Hừ, hôm nay tới đây thôi, lần sau gặp lại, đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi. Nữ nhân mặc váy xanh đổi sắc mặt, quăng một câu tàn nhẫn về phía Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, tiếp theo lại nói với đạo sĩ Áo Lam, đừng cho là ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi, mọi chuyện chân chính như thế nào thì chính ta sẽ đi kiểm chứng, Cát lão tặc, ngươi cũng đừng chết quá sớm. Đạo sĩ Áo Lam cười ha ha, lão đạo sẽ tận lực chống đỡ thêm mấy năm nữa, có một số việc ta cũng muốn triệt để hiểu rõ. Chúng ta đi thôi, nữ tử mặc váy xanh ra lệnh cho đám đàn em của mình rồi quay người rời đi. Lần này, Hạ Thiên không có gọi nàng ta lại. Đi được một đoạn, nữ nhân mặc váy xanh sờ sờ chiếc túi bên người rồi lấy ra một cái bao, lạnh lùng cười một tiếng, nhìn rất lợi hại, còn không phải chúng kế đánh cháo của lão nương sao. Lục tỷ, ngươi trộm được nó lúc nào vậy? Tay nghề của ngươi quá lợi hại, ngay cả chúng ta cũng không phát hiện được. Mau đưa thứ này cho nhà họ Viên, chúng ta cũng sớm được thả ra ngoài. Nữ nhân mặc váy xanh nghe nói như thế, sắc mặt của nàng có chút âm trầm, đám người nhà họ Viên kia cũng không phải thứ tốt lành gì, nhất thiết phải phòng vệ bọn hắn. Huống hồ Viên Thiên Chính đã chết, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không gài bẫy ta, chỉ có thể lại đi cầu vị tiền bối kia. Một bên khác, Ninh Nhụy Nhụy nhìn đám người nữ nhân mặc váy xanh rời đi, không nhịn có chút cảm khái, quả nhiên loại chuyện ân oán kia vĩnh viễn không thể nói rõ được. Xem ra vị Lâm tiểu thư kia đã chìm đắm vào trong cừu hận không đi ra được. Tiểu muội chân dài, cô để ý tên nữ nhân ngu ngốc kia làm gì? Hạ Thiên bĩu môi, nàng ta vừa rồi đánh cháo đổ vật, cô không có phát hiện sao? Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn Hạ Thiên, sau đó lấy cái bao mà đạo sĩ Áo Lam đưa cho nàng quơ quơ trước mặt đối phương, ở đây này. Đó là ta giúp ngươi đổi lại, Hạ Thiên lười biếng nói. Vậy à? Ninh Nhụy Nhụy có chút nửa tin nửa ngờ, hồi tưởng một chút, đúng là phát giác có gì đó không đúng. Khi chiến đấu với nữ nhân mặc váy xanh kia, có vài lần đối phương tận lực gần sát cơ thể của nàng, lúc đó nàng cho là nàng ta đang cố tình khiêu khích mình, hiện tại xem ra chính là có mưu tính trộm đồ của nàng. Hạ Tiên Sinh, Ninh Tiểu Thư, thật là ngại quá, xin lỗi đã cuốn các ngươi vào cuộc phân tranh đó. Đạo sĩ Áo Lam có chút xin lỗi vì đã lôi kéo Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy vào chuyện này, lão đạo hổ thẹn trong lòng, chẳng qua hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ, lão đạo cũng coi như là đã xong một cọc tâm sự. Không cần phải xin lỗi, đây cũng không phải là đại sự gì. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không có trách cứ lão đạo sĩ, dù sao túi đồ kia là do nàng đón lấy, huống chi nàng cũng không thấy nữ nhân mặc váy xanh nó có thể mang đến phiền phức bao lớn cho nàng. Đạo sĩ Áo Lam vừa muốn nói cái gì, bỗng dưng há mồm phun ra một ngụm máu đen, cơ thể run bần bật, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Cát đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Ninh Nhụy Nhụy vội vàng tiến lên xem xét, lại quay sang nhìn Hạ Thiên, ngươi qua đây nhìn xem, hắn bị làm sao vậy? Không có gì, chỉ là sắp chết mà thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, hơn nữa không cứu được, đoán chừng cũng là chuyện của hai ngày nay. Đạo sĩ Áo Lam lấy lại bình tĩnh, khôi phục ý thức, Ninh Tiểu Thư, ta không sao đâu. Hạ Tiên Sinh nói đúng, ta đã dầu hết đèn tắt, kỳ thật ta đã nên chết ở 100 năm trước, dựa vào đan dược ở đây mới có thể chống đỡ thêm 100 năm, coi như là kiếm lời. Ninh Nhụy Nhụy không hiểu vì sao lại nhớ tới ông nội của mình, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn Hạ Thiên nói, người giúp hắn một chút đi, ít nhất đừng cho hắn khó chịu như vậy. Hai vị không cần để ý tới ta, sống chết là chuyện thường tình mà thôi. Đạo sĩ Áo Lam cũng đúng là đã thấy ra. Hạ Thiên đương nhiên là nghe theo Ninh Nhụy Nhụy, hắn lấy ngân châm đâm hai cái vào người lão đạo sĩ, ngươi đúng là không cứu nổi, ta cũng không có ý định cứu ngươi. Nhưng nếu tiểu muội chân dài đã nhờ, ta có thể để ngươi không cảm thấy thống khổ trong đoạn thời gian này. Đạo sĩ Áo Lam quả nhiên cảm giác cả người chợt nhẹ. Cơn đau và sự mỏi mệt vẫn luôn đeo bám hắn trước đó đều biến mất,
cảm kích nói, lão đạo sẽ không lại nói lời cảm ơn nữa, không biết tiếp theo hai vị muốn đi đến nơi nào. Chúng ta đang tìm đường đi tới tầng kế tiếp, Ninh Nhụy Nhụy hồi đáp. Tầng tiếp theo, trên mặt đạo sĩ áo lam lộ ra thần sắc kinh ngạc, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, lúc trước lão đạo cũng từng đi qua, nửa đường lại trở về. Ninh Nhụy Nhụy vội vàng truy vấn, người đã đi tới tầng tiếp theo. Vậy ngươi có thể chỉ đường cho chúng ta không? Lão đạo cũng không có đi tới tầng tiếp theo. Đạo sĩ áo lam lắc đầu, chỉ là đi tới con đường dẫn tới tầng kế tiếp, nơi đó có rất nhiều cơ quan mật, trận pháp thì vô số kể, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ mất mạng. Thật ra lúc trước vẫn có rất nhiều người tới được tầng này, có điều đại bộ phận đều chết ở trong thông đạo hoặc bị nhốt ở nơi đó. Lão đạo khuyên hai vị vẫn là đừng đi, không bằng thử thời vận tại tầng này, nói không chừng có thể gặp được trận pháp đi ra ngoài. Trận pháp đi ra ngoài, Ninh Nhụy Nhụy nghe được lời này thì khá là tò mò, vậy tại sao chính ngươi không thử tìm kiếm? Hạ Thiên ngáp một cái, thuận miệng nói, chắc chắn là hắn không ra được, ta đoán trận pháp kia cũng là để gạt người, không có tác dụng gì. Cũng không đến mức là gạt người, chỉ là có một hạn chế nếu muốn khởi động trận pháp kia. Trên mặt đạo sĩ áo lam hiện lên nụ cười khổ, cung điện dưới đáy biển này rất là quỷ dị, chẳng những có linh khí phun trào, còn có vô số kỳ hoa dị thảo, đan dược quỳnh tương, nhưng chỉ cần ngươi ăn chúng vào thì sẽ bị trận pháp bài xích, nhưng nếu ngươi không ăn thì linh khí trong cơ thể không đủ, cũng sẽ bị trận pháp đẩy ra hoặc là nghiền nát. Cho nên dù mỗi một tầng đều có trận pháp đi ra ngoài, nhưng chân chính có thể bước ra khỏi đây lại là vạn người không được một. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, xem như lại biết thêm một kiến thức sinh tồn nhỏ về cung điện dưới đáy biển. Chương 2100. Vượt qua cả phạm trù nhân loại. Ta xem hai vị không giống phàm nhân, cũng có thể thử một lần. Đạo sĩ áo lam cảm khái nói, nếu có thể ra ngoài thì vẫn là sớm đi đi. Nếu như ở lâu rồi thì khó trách việc ăn những thứ trong đây để duy trì sinh mệnh. Chỉ cần ăn một chút, e rằng sẽ giống lão đạo, càng lún càng sâu, mãi đến khi... Không cần so sánh ngươi với chúng ta. Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt không cho là đúng. Ta và tiểu muội chân dài đã là người tu tiên, có thể không ăn gì. Lại nói, bất cứ trận pháp nào đều không có tác dụng với ta. Ta muốn ra ngoài lúc nào cũng được. Không có thứ gì có thể trói buộc được ta. Ta chính là... Ngươi chính là Hạ Thiên, Hạ Thiên đệ nhất thiên hạ. Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng tiếp lời Hạ Thiên, có chút buồn cười bổ sung, cũng là Hạ Thiên vô địch thiên hạ, đúng không? Cô nói sai rồi, ta là Hạ Thiên không gì không thể. Hạ Thiên cực kỳ đương nhiên gật đầu một cái, đúng rồi, tiểu muội chân dài, cô chắc vẫn luôn nhớ kỹ điểm này, không cần phải sợ cái gì cả. Có quỷ mới tin ngươi. Ninh Nhụy Nhụy bất mãn liếc hắn một cái, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sợ hả? Hạ Thiên chỉ vào mắt trái của mình, sau đó là mắt phải, hai cái này. Ninh Nhụy Nhụy có chút cạn lời muốn đấm hắn hai cái. Nhưng cân nhắc tới việc nàng đánh không lại hắn, nói không chừng còn có thể bị lưu manh kia quấn lên chiếm tiện nghi, thế là quyết định. Không để ý tới hắn. Được rồi, Cát đạo trưởng, chúng ta còn có việc khác, xin cáo từ. Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn về phía đạo sĩ áo lam, đến nỗi sự tình ngươi giao phó, Ninh Nhụy Nhụy ta đã đáp ứng thì sẽ làm được, xin ngươi cứ yên tâm. Vậy thì cảm ơn ngươi lần nữa. Đạo sĩ áo lam chắp tay gửi lời cảm ơn. Lại nói, lão đạo đã không có vướng bận, chỉ còn có chút bận tâm về thanh đao này, hôm nay đưa cho hai vị làm kỷ niệm cũng không tệ. Nàng sững sờ, đưa cho chúng ta làm gì? Chuyện vừa rồi chung quy là lão đạo làm sai, vật đó xem như bồi thường. Đạo sĩ áo lam đưa thanh lưu vân thiết nhận cho Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, trước đó ta còn muốn dùng nó đồng quy vu tận với nữ nhân nhà họ Lâm kia, bây giờ đã không cần thiết. Chỉ bằng đưa cho Hạ tiên sinh và Ninh tiểu thư làm kỷ niệm. Ngươi xác định phải đưa nó cho chúng ta sao? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy thanh đao này có chút lợi hại, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy được trường đao có thể lưu động như là chất lỏng. Chỉ có điều, rốt cuộc thì đao là hung khí giết người, nàng không quá muốn nhận lấy thứ kia. Đạo sĩ áo lam thu hồi lưỡi đao vào trong chuôi đao, tiếp đó trịnh trọng đưa cho Ninh Nhụy Nhụy, vật ấy đã không còn tác dụng gì với ta. Tặng cho hai vị nói không chừng nó còn có cơ hội phát huy. Ninh Nhụy Nhụy còn có chút do dự, lúc này Hạ Thiên lại nói, tiểu muội chân dài, cô cầm lấy đi, thực lực của cô quá kém, giữ nó cũng có thể phòng thân.
ta thấy dùng để đề phòng tên lưu manh nhà ngươi rất tốt. Ninh Nhụy Nhụy lườm Hạ Thiên một cái, nhận lấy chuôi đao kia, nhưng thứ này dùng như thế nào? Đạo sĩ áo lam nói cho Ninh Nhụy Nhụy quyết khiếu sử dụng, chỉ cần làm như vậy rồi như vậy là có thể sử dụng. Thiên phú của Ninh tiểu thư không tồi, mới bắt đầu dùng thì lưỡi đao chắc sẽ có khoảng 10 mét, nhưng đừng nản chí, kiên trì luyện tập thì 40 mét cũng là chuyện trong tầm tay. Để ta thử một lần, Ninh Nhụy Nhụy dựa theo phương pháp mà đạo sĩ áo lam chỉ, tay phải nắm chặt chuôi đao, sau đó phát lực. Chỉ thấy chỗ chuôi đao bỗng dưng có lưỡi đao màu trắng mãnh liệt bắn ra, giống như là máy bơm hơi xẹt qua bầu trời, lưu lại một vết màu trắng dài, nhìn qua chỉ ít có 100 mét. Đạo sĩ áo lam lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cũng thử xem, Ninh Nhụy Nhụy hưng phấn như là một đứa trẻ, nàng thu hồi lưỡi đao lại rồi đưa cho Hạ Thiên, xem ngươi có thể dài bao nhiêu. Hạ Thiên cười hì hì nói, ta chắc chắn là rất dài, cái này không cần thử cũng biết. Lưu manh, ngươi nghĩ cái gì thế? Ninh Nhụy Nhụy liếc xéo Hạ Thiên một cái, không cho phép nói như vậy, có nghe không hả? Ta nói cái gì? Hạ Thiên lộ ra vẻ mặt vô tội, ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy chừng Hạ Thiên, mau thử xem. Vậy ta thử một chút, nhưng tiểu muội chân dài, nếu cô nhận lấy đả kích thì cũng đừng trách ta. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Ninh Nhụy Nhụy nhăn mũi, khẽ hừ một tiếng, nói không chừng lại tự vả mặt chính ngươi thì sao? Chỉ có ngu ngốc mới có thể vả mặt chính mình, ta không phải là ngu ngốc, mà là thiên tài. Hạ Thiên bĩu môi, giơ tay tiếp nhận chuôi đao, tiện tay nắm chặt. Chuôi đao chỉ là run lên một cái, cũng không thấy lưỡi đao xuất hiện. Ha 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 ha, Ninh Nhụy Nhụy cười vui vẻ, nhìn Hạ Thiên nói, tự mình mắng mình là đồ ngốc, có phải cảm thấy rất thú vị không? Hạ Thiên cũng sửng sốt một chút, cầm chuôi đao quan sát, thứ đồ chơi vớ vẩn này chắc chắn là hỏng rồi, không thú vị. Có thể là lực đạo của Hạ Tiên Sinh đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của Lưu Vân Thiết Nhận. Đạo sĩ áo lam nhìn ra manh mối, ngươi thu lực lại một chút, có lẽ sẽ không giống nhau. Ta còn chưa sử dụng tới 1% khí lực đâu, xem ra vật này thật sự chẳng có gì vui. Hạ Thiên có chút khinh bỉ nói một câu, khí lực trên tay lại hạ xuống một chút. Lúc này chuôi đao bỗng dưng run rẩy, lưỡi đao màu trắng lập tức kéo dài ra như một tia chớp trắng, nháy mắt đã đột phá tầm nhìn của Ninh Nhụy Nhụy, còn bổ ra mấy tòa đan sơn cản đường trước mặt, hơn nữa vẫn tiếp tục kéo dài đến vô cùng vô tận. Không phải chứ, Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt một hồi lâu, ngươi quả nhiên là biến thái mà, mau thu hồi lại đi, đừng làm bị thương những người ở nơi xa. Thật là nhàm chán. Hạ Thiên thu hồi lưỡi đao lại rồi đưa trả chuôi đao cho Ninh Nhụy Nhụy, không thú vị gì cả. Đạo sĩ áo lam cũng kinh ngạc không nói nên lời, thanh Lưu Vân Thiết Nhận kia được chế tạo dựa theo bút ký mà sư phụ của hắn lưu lại, nó chẳng những có thể dùng để tập kích giết người, đồng thời cũng có thể khảo thí sức mạnh và tiềm lực của một người. Trước mắt mà nói, sức mạnh của Ninh Nhụy Nhụy xem như đạt đến cực hạn mà con người có thể đạt được, mà vị Hạ Thiên kia đã sớm đột phá phạm trù nhân loại. Thậm chí vượt qua phạm trù người tu tiên, rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.